gà hãy vui lên, vì anh đã cố gắng hết sức trổ tài biểu diễn cho mọi người xem vui vẻ. Anh gà đừng lo, chúng tôi chữa bệnh cho anh nhé. Anh khỏe rồi, cứ đến ở nhà chúng tôi, mẹ chúng tôi sẽ yêu quý anh lắm. Nàng à, móng vuốt của con sói rất độc, ta sợ khó sống để chờ con mình ra đời. Xin lỗi nàng vì không có ta trong lúc sinh con. Không, chàng ơi, chàng phải sống, con rất cần chàng. Nàng hãy nhớ kỹ lời ta dặn, phải dạy con biết thương yêu và giúp đỡ mọi người, dù có gặp thử thách hay chuyện không hay đi nữa. Đó là điều quý giá nhất mà con người có thể làm được trong cuộc sống ngắn ngủi của mình. Ta thương nàng và con vô cùng, nên ta sẽ không đi đâu xa. Ta sẽ là chim xanh ở bên cạnh nàng. Chàng ơi, các con sắp về rồi. Hai cô gái xinh đẹp của chúng ta không ngày nào không nhắc đến cha của chúng. Mẹ! Ôi, sao hai con có chú gà này? Chú làm sao mà bị thương dữ vậy? Đây là chú gà làm xiếc, bị cô phù thủy phạt bị thương. Mẹ ơi, mình sẽ chữa bệnh và nuôi chú nha mẹ. Lỗi tại con, làm cho cô phù thủy nổi giận. Con sẽ chăm sóc chú gà này thật tốt. Mẹ ơi, sau khi ăn tối, mẹ lại kể chuyện của ba cho chúng con nghe nhé. Dĩ nhiên rồi, hai cục cưng của mẹ. Mẹ sẽ kể tiếp về người anh hùng của chúng ta. Công tước Anatole là một chàng trai tuấn tú. Chàng thích thể thao, bơi lội, săn bắn. Cuộc sống của chàng rất vui vẻ. Một hôm vào đường đi săn bắn, chàng gặp một chú lùn đang cố gắng hết sức kéo một chiếc xe to có mẹ chú bệnh nặng đang nằm. Chào chú, chú trông bé tí vậy mà kéo chiếc xe to và nặng quá. Chào chàng trai, lão đang bệnh, đau quá. Mẹ của em bị bệnh anh à, giờ em đưa mẹ em ra khỏi rừng để đến nhà thầy thuốc. Để tôi giúp chú cõng mẹ tới nhà thầy thuốc. Mình đi cho nhanh nha. Thôi nguy to, sói dữ. Nếu ta đặt bà lão xuống để lấy súng bắn nó, thì nó sẽ xông vào cắn bà lão. À, có cách rồi. Nè, chú cầm cái này giơ cao lên và chạy về phía đó. Dạ dạ, hiểu rồi. Thật cảm ơn ngài đã cứu chúng tôi. Dạ không có gì, bà đừng lo lắng. Giờ thì ta tiếp tục đi tìm thầy thuốc nha. Đó, ba các con là người như vậy, gần như ngày nào ông cũng giúp người khác. Thôi, các con ngủ ngoan nhé. Hình như là có ai đến. Sao không gõ cửa? Hôm nay mẹ đi thăm dì Alice bị bệnh, chiều mới về. Thức ăn mẹ đã nấu sẵn. Hai con biết ở nhà phải làm sao rồi chứ? Dạ, chúng con sẽ rất ngoan. Mà mẹ đi cẩn thận đó mẹ ơi. Các học trò nghe đây, hôm nay mẹ Anna đi vắng nên lớp học mở cửa trở lại. Các bạn
tự nhé. Chúng ta phải học rất nhiều bài bù cho những lúc lớp đóng cửa vì mẹ anh á. Ở nhà suốt ngày ha. Dạ chúng em chào cô. Nhưng lâu quá em quên hết bài vở rồi. Nhưng rồi chúng ta đang học thì mẹ Anna về hay có khách tới thì sao cô? Im lặng im lặng. Các trò muốn nói gì phải đứng lên và giơ tay, không được tự ý ngồi tại chỗ. Nói gì thì nói. Các em còn lại ngoan nhé. Bạn thở tay dài bị cô Hồng Hoa phạt rồi đó. Cơm ơi, em đau quá. Phản đế cơ giáo xách tay học trò. Tại vì tay em vừa dài vừa ngút ngoắt, em lại nói chuyện trong lớp rất nhiều nữa. Ôi, hai cô giáo của chúng ta xinh đẹp quá. Ôi, người làng chỉ cho ta ngôi nhà có hai cái cây bông hồng, nhưng sao nhà này giống trường học quá vậy? Cho kệ đi, ta thử gõ cửa coi sao. Mẹ dài, mẹ dài, đừng nghỉ học rồi, thích quá. Xe ra, để ta coi là ai. Nhất định không phải là mẹ đâu. Mẹ sẽ gọi chứ không có gõ gõ như vậy. Chắc là khách quý đây. Xin lỗi, đây có phải là nhà của bà Anna không ạ? Xin lỗi, hỏi ngoài đó hả? Tôi là Lùng. Tôi đến để cảm ơn ông Anatol cùng với phu nhân. Ông ơi, ông quen với cha tôi sao? Đúng vậy đó, cô bé à. Cha của cô bé đã cứu sống mẹ ta, nên hôm nay ta đến đây để cảm ơn. Ta ở xa lặn lội tìm hoài, rồi mới chuyển nhà về khu rừng gần đây. Ông ơi, nếu ông là khách, hãy cho chúng tôi xem giày của ông. Chúng tôi phải biết rõ, đó không phải là chân chó sói. Đúng rồi. Cho xem giày, cho xem giày. Ôi, một đôi giày bé xíu, đẹp quá. Vậy là giày của người rồi, không phải chó sói. Ta mở cửa nha. Phải đâu. Mở cửa. Khoan đã, mẹ đã dặn bất cứ ai gõ cửa cũng không mở mà. Hãy mở cửa cho tôi vào với, tôi không phải là người xấu đâu. Không sao đâu Hồng Hoa, vậy ta mở hé hé thôi nhé. Nếu là người xấu thì ta sẽ sập cửa lại ngay. Nào các bạn, chuẩn bị giúp tôi nhé. Phải đâu, lại ngay. Ơ kìa, người là ai mà bé tí vậy? Lại có râu nữa. Ta là ông Noel của người Lùng, nên có để một ít râu. Tên của ta là Nota. Các bạn nhỏ đừng có sợ. Ta đến đây để cảm ơn ông Anatol cách đây nhiều năm đã giúp đỡ mẹ con ta. Nhưng ta nghe người làng nói ông Anatol đã mất rồi, ta buồn lắm. Ông Anatol ơi, tôi đi tìm ông vất vả suốt nhiều năm nay. Mẹ tôi biểu nhất định phải gặp ông để cảm ơn ông. Vậy mà bây giờ ông đã đi rồi. Tôi chỉ gặp được hai đứa con gái dễ thương của ông thôi. Tôi nhớ ông nhiều lắm. Ân nhân của mẹ con tôi. Thôi, chú Nota đừng buồn. Mẹ chúng cháu hay kể cho nghe về chú. Bây giờ mới được gặp. Hay quá. À, hay là hai cô đi với ta tới thăm mẹ ta một chút nghe. Bà ấy sẽ rất vui mừng khi gặp được con gái của người ơn đó. Không được đâu ạ. Mẹ đã dặn phải trong nhà, không được đi đâu vì ra ngoài rất nguy hiểm. Chị ơi, em muốn đi thăm mẹ của chú Lùng, muốn coi bà ra sao, có giống như chú Lùng hay không. Mình đi một lát rồi về. Mẹ về, ta sẽ tha hồ kể chuyện cho mẹ nghe. Nha chị. Chú Nota ơi, chắc chắn chị
chiều nay mình về nhà nhé. Không thì mẹ sẽ lo lắm đó. Thế là Bạch Tuyết và Hồng Hoa, hai cô bé ngoan, đã lên đường bước vào cuộc phiêu lưu nho nhỏ với chú lùn khách quý. Hai cô đi tìm dấu vết lòng tốt của cha mình, người cha luôn sống trong lòng hai cô qua những câu chuyện kể. Bạch Tuyết, Hồng Hoa, các con đâu rồi? À, mẹ ơi, chúng con đi dạo một chút. Wow, trông thật mát quá. Chú Nô Ta ơi, gần tới nhà chứ ạ? Mọi người ngồi nghỉ một chút nha. Nhà tôi ở đầu con suối này nè, sắp tới nơi rồi. Mệt và đói. Các bạn ơi, kiếm cái gì ăn đi. Nó ở nhà với mẹ rồi đã không bị đói rồi. Đói rồi. Đúng là heo lười. Phải ráng tới nơi mới có cái ăn chứ. Thấy mấy chú khỉ không? Lúc nào cũng tươi vui nhanh nhẹn kìa. Thôi chào. Chưa gì hết mà coi thỏ rung rồi. Đúng là thỏ đê. Kệ tôi. Chị Hồng Hoa ơi, cho em núp sau áo đầm của chị nha. Trật tự. Để tôi ra coi sao. Mọi người ơi, có một con gấu to lắm đang giật một con nai. Nhưng thấy tôi chắc nó sợ nên bỏ chạy rồi. Hai cô bé ơi, ta thấy gấu to lớn và nguy hiểm. Nhưng hình như gấu đã nhận ra hai cô thì phải. Sao? Chú nói sao? Chúng cháu đâu có quen gấu. Ta thấy vậy mà. Ta ở trong rừng nên hiểu khi có chuyện gì đó vui vẻ, con vật sẽ tha chết cho con mồi. Gấu tha cho chú nai tội nghiệp kia, có lẽ là vì các cô đó. Cháu không tin đâu. Dạ, chuyện khó tin, cháu cũng không tin. Nhưng trước hết, chúng ta phải xem chú nai có bị thương gì không đã. Chàng ơi, lần đầu tiên các con bỏ đi mà không xin phép trước, đến giờ này vẫn chưa thấy về. Em lo các con sẽ gặp nguy hiểm. Các cháu chính là con gái của người ơn đã cứu ta năm xưa. Này, các cháu lại đến thăm ta. Các cháu giống cha như đúc. Ta mới thoạt nhìn đã nhận ra ngay. Cảnh vật và con người ở đây thật tuyệt. Nhưng chắc chúng cháu phải về trước khi trời tối. Cháu lo mẹ cháu ở nhà trông đợi. Đúng rồi. Cháu biết lo cho mẹ rất hiếu thảo. Cùng nhau ăn uống xong rồi về ha. Bà ơi, hôm nào chúng cháu đưa mẹ đến thăm bà nhé. Vậy thì quý báu quá. Ta mong lắm. Thôi, trời sắp tối rồi. Hai cháu về cẩn thận. Nô Ta, đưa hai cháu về đi con. Dạ, chúng cháu nhớ đường rồi, sẽ tự về được ạ. Tao vừa làm xong bánh mì bơ mứt nóng hổi, hai cháu mang về, nói rằng ta biếu mẹ nha. Ta đi tè, ta đi tè, tè là tè tè tè, ta đi tè. Hôm qua, nhìn kìa, những ngôi sao lấp lánh vừa nháy mắt với chúng ta vậy đó. Và mây nữa, Bạch Tuyết thấy không, mây mỏng tan như kẹo đường vậy. Ông ơi, ông sao vậy? Hình như ông không phải người ở đây. Cháu chưa gặp ông lần nào hết. Ông ơi, ông bệnh hay sao mà run dữ vậy? Hai chị ơi, chắc ông ấy đang đói đó. Ta đói và mệt lắm. Ta bị một người xấu đánh đuổi, lại bị chó dữ của họ cắn. Trời ơi, ta đúng là xui xẻo mà. Chúng cháu có bánh mì nóng đây, mời ông ăn ạ. Không chịu. Đây là bánh mà lão tặng cho mẹ ăn mà. Chúng em cũng muốn ăn nữa, còn không dám xin. Sao chỉ cho người lạ. Các bạn không làm ồn nha. Mình vừa ăn no nê ở nhà chú Nô Ta rồi. Ông đang đói nên phải dành cho ông. Chị giải thích với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ đồng ý. Ông đừng để ý nha. Các bạn rất tốt, chỉ hơi tham ăn chút thôi.
Mời ông ăn cho đỡ đói ông ạ. Ôi trời ơi, ông cảm ơn. Cảm ơn hai cô tiên nhỏ của ông. Tạm biệt ông, chúng cháu phải về nhà, mẹ đang mong lắm. Bạn ơi, sao bạn khóc vậy? Bạn ở đâu đến đây phải không? Tôi thấy bạn không quen. Dạ, tôi ở làng bên, làm công cho nhà giàu. Hôm nay tôi đi chăn cừu, mẹ lạc mất một cơn. Chủ tôi lấy hết quần áo, chỉ đưa cho tôi mấy miếng dễ rách này khoác vào người và đuổi tôi đi. Tôi lạnh lắm, gió thổi mạnh quá, tôi đầu trần nên đau đầu lắm. Vậy bạn đội mũ này đi, mình tặng bạn đó. Chúng mình sắp đến nhà rồi, mình chạy ù vào nhà có lò sưởi ngay, nên bạn đừng ngại nha. Áo của mình nữa nè, bạn đừng ngại, mẹ mình không la đâu, sẽ mang ngay áo mới cho mình đó mà. À, còn giày nữa nè, bạn mang vô và lau nước mắt đi, bạn sẽ đẹp như công chúa luôn. Ơi, chị Hồng Hoa ơi, chị chờ em một chút, em sẽ lấy lòng mái áo cắp tóc cho chị nha. Hồng Hoa, lại đây, chị ôm em cho đỡ lạnh. Bạn cho mình nhiều quá, bạn không còn gì hết sao? Bạn ơi, bạn cứ mặc áo của mình đi nhé, mình tặng bạn đó. Ôi da, con gì da, cô bé kia đi đâu mất rồi? Một ngày phiêu lưu thật đáng nhớ của Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Một trận mưa vàng đã rơi xuống chỗ hai cô bé. Không ai nghĩ mình cho đi lòng tốt sẽ nhận được vàng, nhưng có thể lắm chứ. Những đồng vàng lấp lánh, đẹp quá. Hồng Hoa ơi, lần đầu tiên chị thấy đó. Ủa, cô bạn kia đâu mất tiêu rồi? Mình tặng bạn những đồng tiền này đi. Bạch Tuyết và Hồng Hoa, hai con giỏi lắm. Ta vừa xuống thăm hai con đó. Thôi, tạm biệt tất cả, cố gắng làm thêm việc tốt nữa nha. Mẹ ơi, chúng con về rồi. Mẹ. Ồ, các con mang những thứ gì về vậy? Cầm cầm, ôi nặng quá mẹ ơi, con cầm không hết, rơi rớt ngoài đường nhiều lắm mẹ ơi. Là những đồng tiền vàng bà tiên đã cho chúng con đó mẹ. Các con biết không, những đồng tiền vàng này á không phải của mình đâu. Bà tiên muốn chúng ta thay mặt bà ấy đem cho những người kém may mắn hơn chúng ta đó. Ngày mai chúng ta sẽ mang cho những trẻ em mồ côi, để người đang nhận nuôi chúng có tiền mua sữa, mua sách cho chúng đi học. Mẹ không phạt các con vì các con biết làm việc tốt, nhưng không được đi đâu mà không xin phép mẹ. Các con có hiểu không? Dạ, dạ thưa mẹ, mẹ chúng con hiểu ạ. Em đã coi kỹ chuồng thỏ, chuồng heo, chuồng gà, chuồng vịt chưa? Mẹ nói dạo này có thỏ rừng cáo to hay về làng lắm đó. Dạ, em coi kỹ rồi, còn chốt hết các cửa chuồng lại nữa đó chị. Hai con nhanh tay lên nha, mình đem cà rốt vào kho cất, chứ không thì thỏ rừng kéo ra ăn hết. Tội nghiệp thỏ rừng bị đói, mình chừa lại cho tụi nó một ít nha mẹ. À, hai mẹ con nhà này đang nói về họ hàng nhà mình. Sao mình có phá vách gì chứ? Cà rốt nhiều quá, tụi mình phải ăn chỗ này chút, chỗ kia tí, coi củ nào ngọt, củ nào ngon. À, nhưng hai cô bé xinh đẹp kia mà đi trồng cà rốt thì ổn quá ha. Phải chi ta đem được các cô ấy về làm vợ ta. Để nghĩ cách coi. Em no chưa? Trời tối rồi, cẩn thận nhé, không thỏ rừng lại tới ăn hiếp em. Dạ, cảm ơn cô giáo, chúc cô ngủ ngon. Đáng yêu quá. Ta sẽ dụ các cô bé này về hang ta. Hãy đợi đấy nha. Các ngươi đã đến đủ chưa? Có đem theo vũ khí chi không? Ôi, quân mình đánh nhau giỏi lắm. Gì chứ, cả khu rừng này anh còn lạ gì nhà thỏ đánh thuê chúng tôi nữa. Vậy tốt rồi, nhưng ta nói trước nha, quân ở đây lộn xộn lắm. Heo thì lười, gà trống thì đi ngủ sớm rồi, vịt thì không biết đánh nhau. Chỉ có con thỏ đế có thể sai khiến được, nhưng chỉ sợ chúng là sùm sớm làng đến thôi.
Yên chí, chúng tôi đã ra tay thì chắc như bắp, mấy con thỏ đế trong nhà có ăn thua chi. Nhưng mục tiêu của ta là mang được hai cô chủ về, ngươi nhớ chứ? Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ôi, hình như có tiếng bọn trộm đến, tôi chết ta rồi. Với tên thỏ đế này, chúng ta kết thúc không đầy 30 giây. Tôi xin các ngài tha mạng. Các anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm hết. Ta sẽ bắt các ngươi làm con tin để hai cô chủ của nhà ngươi đi theo ta về rừng. Đó, heo con thích vậy rồi. Nhưng mấy ông đừng lo, tôi sẽ dẫn mấy ông qua nhà nó. Ôi, thấy ông ơi, phía sau có địch kìa. Tên thỏ đế phản bội kia, không ngờ các cô giáo nuôi dạy ngươi đã nuôi nhầm một tên hèn nhát rồi. Các em nhỏ bị bắt về nhà ta hết rồi. Hai cô muốn cứu chúng thì đi theo ta mau lên. Nếu chậm trễ, chúng sẽ bị cha con cáo ăn thịt hết đó. Chúng ta sẽ đi theo ngươi. Thật tội nghiệp những con vật của nhà ta. Nhưng ta có thêm một điều kiện nữa. Một trong hai cô phải chịu làm vợ của ta mới được. Làm vợ thỏ thừng, người thật xảo quyệt và vô phép. Mình cứ đi theo hắn đi chị, em có cách rồi. Vô đây, hai cô vô đây. Các bạn nhỏ nhà bà Anna ơi, hai cô giáo tới nè. Nếu một trong hai cô đồng ý làm vợ ta, ta sẽ thả cô kia và cả đám nhóc vô tích sự này về. Còn nếu không, nếu không đồng ý á hả, thì... Thì sao? Thì sao? Thì ta sẽ nộp những con thú này cho cha con cáo. Nè nha, thịt thỏ nhà, gà vịt heo nhà phải ngon hơn thịt rừng rồi. Biết chưa, cô giáo nhỏ? Và rồi, cả hai cô cũng sẽ bị lạc trong rừng, không thể về với mẹ Anna đâu. Dân, ông thỏ thừng ơi, tôi đồng ý làm vợ ông. Nhưng ông thả chị tôi và các em kia về trước đã. Tôi ở đây với ông là được rồi. Ông đưa họ ra bìa rừng đi, tôi ở đây chờ ông về. Cô nói thật nha, chúng ta sẽ làm đám cưới ngay, cô chịu không? Khách mời đông lắm, đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Đây sẽ là đám cưới to nhất trong khu rừng này luôn. Ôi, đám cưới tuyệt đẹp của ta ơi. Hả? Cái gì đây? Cô gái lấu cá kia đâu rồi? Chị ơi, chờ em với. Ôi da. Thì ra chỉ là giấc mơ. Sao, vợ thỏ? Đêm qua em mơ thấy gì? Chị cứ chọc em hoài. Giấc mơ bị bắt làm vợ thỏ từ hồi não hồi nào rồi. Buổi sáng mẹ buổi sáng tốt lành. Chúc các con gái của mẹ luôn hạnh phúc. Chúng ta cùng đi làm bữa sáng nào. Trong giấc ngủ bé thơ, Hồng Hoa có một giấc mơ kỳ lạ. Để giải cứu Bạch Tuyết và các con vật trong nhà, cô bé suýt biến thành vợ của thỏ rừng chúa. Nhờ sự thông minh, cô thoát khỏi rừng về nhà. Thấm thoát, hai cô gái nhỏ đã lớn, trở thành hai thiếu nữ xinh đẹp nhất làng. Bà Anna rất hạnh phúc vì điều này. Mẹ ơi, hai cây hoa hồng nhà mình hôm nay nở hoa to lắm. Lúc con ra hái, sương tinh khiết còn động trên cành thật long lanh. Các con đã khôn lớn, có thể tự đến kinh thành để mang thư và quà của mẹ cho bác của con. Sắp tới là sinh nhật của bác con. Bác là anh trai của cha các con. Từ ngày cha các con mất, bác chăm lo cho chúng ta từ sách vở đến học hành, đến hạt giống để gieo trồng. Mẹ yên tâm, chị em con sẽ gặp được bác để giao quà và thư ạ. Ngày sinh nhật của bác mà thấy tụi con, chắc bác ngạc nhiên lắm. Mình có người bác thật tốt phải không em? Mỗi năm chị sẽ xin mẹ cho chị em mình đi thăm bác một lần. Dạ, bác cũng hứa bất diệt, bác sẽ đến thăm mẹ con mình. Chị ơi, có một ngôi nhà màu đen. Em sợ mình đi lạc,
vì mẹ dẽ đường cho chúng ta không có nhắc tới ngôi nhà màu đen này. Sao lúc đi mình cũng không thấy nó? Ngựa không chịu đi nữa, chắc là chúng khát nước. Chúng ta gõ cửa xin nước nha chị. Ai gõ cửa đó? Cứu tôi với! Tôi bị bà phù thủy nhốt trong này đây. Chị ơi, đây là ngôi nhà của bà phù thủy. Chúng ta tính sao đây? Hình như tiếng kêu cứu là một đứa bé. Có người kêu cứu mà chúng ta bỏ đi sao đành? Mình tìm cách cứu họ thôi em. Xin hãy nhanh lên, mụ phù thủy sắp về tới rồi. Ở phía sau có một cái giếng, hãy lấy nước cho ngựa uống, ngựa sẽ tìm thấy chìa khóa nhà. Vậy em chờ nhé. Tụi chị sẽ làm ngay. Hai cô gái xinh đẹp kia, các ngươi dám cả gan đến nơi ta ở? Ta là phù thủy ánh trăng đây. Ba ngày ta phải trốn dưới giếng nước vì mặt trời chói chang quá à. Bà ơi, chúng cháu chào bà. Gương mặt bà trong nước thật hiền hậu ghê. Cô bé kia giỏi địch ta thôi. Ta biết là ta không xinh đẹp chút nào hết, nhưng ta thà không bắt tội ngươi, vì ngươi biết cách an nói an ủi cho nhan sắc trời bắt ta phải sống. Cháu nói thật mà bà. Bà sẽ đẹp hơn nữa nếu bà thả đứa bé đang bị giam trong nhà. Nó đang khóc thê thảm lắm bà ơi. Ta cho phép các ngươi lấy nước cho ngựa uống và đi khỏi đây, nhưng các ngươi không được giải cứu thằng bé. Hãy rời khỏi nhà ta thật nhanh chóng. Bà ơi, bà nhốt đứa bé tội nghiệp đó làm chi? Bà cần gì chúng cháu sẽ giúp bà. Bố mẹ nó sẽ lo lắng lắm. Bà thả nó ra nha bà. Ta có lý do riêng của ta. Các ngươi không cần tọc mạch tò mò. Mau lấy nước và giải tán ngay trước khi ta nổi giận nha. Dân, chúng cháu đi ngay. Xin chào bà. Cảm ơn bà vì cho nước uống hả? Bà ấy nhất định không thả đứa bé. Chúng ta phải nghĩ cách cứu nó thôi. Để em nghĩ coi. À, có cách rồi đấy chị. Trời chưa tối nên bà ấy còn ở dưới giếng lâu. Chúng ta xem làng xóm quanh đây có thợ khóa, sẽ nhờ họ giúp. Hồng Hoa ơi, em thấy móng ngựa không? Lúc nãy chị để ý cái ổ khóa nhà bà ta giống hình cái móng ngựa. Chúng ta thử nhé. Bạch Mã ơi, em đưa chân vào ổ khóa nha. Chân Bạch Mã không vừa rồi. Hồng Mã, tới đây nào. Cửa mở rồi. Cảm ơn hai chị và hai chú ngựa nữa. Em thoát rồi. Em đừng la to quá. Bà phù thủy ở ngoài giếng sẽ nghe thấy. Nhà em ở đâu? Leo lên ngựa, hai chị đưa về. Nhanh lên. Chú bé ơi, em tên gì? Nhà em ở đâu? Andre. Nhà em to quá. Em vô đi. Chào em. Chúng ta đi nha. Hai chị ơi, cảm ơn vì đã cứu em. Em muốn mời hai chị vào trong nhà chút được không? Vào đây, hai chị sẽ hiểu tại sao bà phù thủy lại bắt cóc em đem về nhà bà ấy. Em thấy ngôi nhà này có vẻ khác thường. Chúng ta vào thử chị nhé. Hai chị đừng sợ, họ không làm hại hai chị đâu. Họ chào mừng em đó. Nhưng họ là ai vậy em? Vì sao họ đứng yên và chỉ di chuyển ở phía sau em? Đây là tòa lâu đài của ba mẹ em. Anh của em cũng ở đây, nhưng anh ấy bị bà phù thủy ánh trăng biến thành một quái vật sư tử hình người hung dữ. Những người hầu và đồ vật quá sợ hãi nên đứng yên. Họ cứ đứng như vậy mỗi khi em vắng nhà. Vì sao bà phù thủy lại biến anh ấy thành người ngợm như vậy? Bà ấy vốn là một cô gái xinh đẹp, bị một mụ phù thủy khác biến thành xấu xí và trao phép thuật cho bà ấy đi hại người khác. Bà ấy biến anh của em thành quái vật chỉ vì muốn thử phép, coi phép thuật của mình đến đâu, chứ không thù ghét gì cả. Hai chị biết không, thế giới này nhiều phù thủy lắm. Tội nghiệp anh của em quá. Biết làm sao bây giờ, chúng tôi có thể giúp gì được không? Bà ấy hối hận nên tìm đến đây bắt em về nhà bà ấy. Vì bà ấy nghe nói nếu có một đứa trẻ trong nhà, bà ấy sẽ điều chế thành công thuốc giải cho anh của em. Vậy sao em không ở lại giúp bà ấy? Giúp bà ấy là giúp anh của em mà. Hai chị ơi, chỉ có tình yêu mới có thể biến anh em thành người trở lại.
chứ không phải các loại thuốc độc nguy hiểm kia. Trời ơi, các ngươi thật là quá ồn ào. Ta nóng lòng coi thằng bé còn ở trong nhà không, ta sợ nó tìm cách cởi trói rồi thoát. Các ngươi ban ngày thì trốn mất tiêu, chẳng giúp ích gì được cho ta hết. Khóa đã mở rồi. Chết ta rồi. Thằng nhóc đâu? Chuột chù, ta giao ngươi canh gác nó mà. Thưa bà bớt giận. Tôi trông thấy hai con ngựa to quá nên sợ lắm mà. Thân hình bé mọn của tôi làm sao đánh nhau với họ được. Thưa bà. Tha cho tôi đi bà chủ, tôi tài hèn sức ngọn mà. Tha cho tôi, hãy tha cho tôi. Người biết ngay cho khuất mắt ta. Ta không thèm nói chuyện với đồ hèn nhát bẩn thỉu như ngươi. Ui ui, ham quá. Con kia. Ôi, sao đời ta buồn thảm như thế này. Ta làm sao mà chế thuốc cứu con quái vật kia đây? Anh của Andre đâu? Sao anh ấy không xuống ăn tối với chúng ta? Anh ơi, em đã về đây. Mới đi có mấy ngày, nhưng em rất nhớ anh. Hai chị đừng sợ, đây là anh Antoine, anh thứ hai của em. Nhà em có ba anh em, nhưng anh cả bị bà phù thủy mặt quỷ bắt cóc mất. Giờ em không biết anh ấy ở đâu nữa. Andre, ta mong ngươi về lắm. Em trai yêu quý của ta, ta muốn ôm em vào lòng, nhưng ta không thể làm vậy. Các ngươi đi ra mau, ta không muốn tiếp đón hay nói chuyện gì với các ngươi hết. Andre, ngươi không nghe ta nói sao? Xin chào ngài, rất hân hạnh được gặp ngài trong tòa lâu đài tuyệt đẹp đây. Thưa ngài, trời đã tối, chúng tôi đi lạc đường. Xin ngài cho phép chúng tôi được nghỉ nhờ ở đây một đêm, được không ạ? Dĩ nhiên là ta không thể từ chối những người gặp hoạn nạn. Nhưng giờ sau đây, ta sẽ giam các cô trong phòng khách. Ta không thể để cho ai biết ta đang ở trong tình cảnh như thế này. Ngài vừa nói sẽ giam chúng tôi sao? Đúng vậy. Hai cô đã bị bắt. Còn thằng em Andre ngu ngốc này, nó đã lỡ đưa các cô đến đây, nên sẽ chịu chung hình phạt với các cô. Này, các cô xem phòng khách đặc biệt của ta nha. Nguy rồi. Nguy rồi. Chị Bạch Tuyết ơi, chị đang ở đâu? Chim xanh, sao giờ này chàng chưa đi nghỉ? Anatol, sao hôm nay chàng có vẻ bồn chồn lo lắng thế? Anna, các con của chúng ta đang gặp nguy hiểm, nàng hãy tìm cách cứu và che chở cho chúng. Em linh cảm các con gặp chuyện chẳng lành phải không chàng? Giờ phải làm sao đây? Ai đó? Ai đến nhà tôi vào giờ này? Chị ơi, chúng ta đang ở đâu đây? Andre ơi, cái ông kỳ lạ đó có phải là anh của em không? Sao ông ấy ác vậy? Chúng ta đâu có làm gì ổng. Chị ơi, anh Antoine trước đây là người vui vẻ tốt bụng lắm. Chỉ vì bị phù thủy ánh trăng làm hại mà anh ấy tức giận và căm ghét mọi người. Chị cũng thấy như vậy. Ngày mai chúng ta sẽ tìm cách thoát ra ngoài và làm quen với anh ấy nhé. Em chịu không? Ừ, đúng vậy đó. Hai chị hãy giúp anh ấy nha. Em cảm ơn rất nhiều. Chị ơi, trăng lên rồi kìa. Trăng đẹp quá. Ôi, em nhớ mẹ. Nhớ căn phòng ngủ ấm áp của chúng ta quá đi thôi. Chị ơi. Bàn tay của ai kìa? Ta đây nè, các nhóc con. Đừng sợ. Ta không làm gì hại các ngươi đâu. Ta tha tội bỏ trốn cho anh Gray luôn. Nào, ra đây. Ra đây nói chuyện với ta nào. Bà muốn nói gì? Bà nói nhanh lên. Bà không được vào đây nhé. Chúng tôi sẽ gọi an toàn đến để trị tội bà đã làm hại anh ấy. Ôi, phù thủy biết khóc kìa.
Bà ơi, sao bà khóc vậy? Các nhóc nghe đây, ta biết các ngươi sợ và ghét phù thủy. Phù thủy là người biết phép thuật nên khác với người bình thường. Vì vậy, phù thủy cũng có người xấu và người chưa xấu như ta đây nè. Bà nói dối, như bà thì sao? Bà đã hại anh tôi, lại còn bắt tôi đi nữa. Ta đâu có nói rằng ta là người tốt đâu. Ta chỉ nói là ta chưa xấu thôi mà. Trước đây, ta là một cô gái đẹp đâu thua chị hai cô này. Nhưng vì ham học phép thuật và dụng về, nên ta trở nên xấu xí và còn hại Anton nữa. Bà ơi, bà đừng khóc nữa. Tôi tin bà rồi. Bà chỉ mắc sai lầm thôi và đang tìm cách cứu Anton, phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Ta thề, ta thề có ánh trăng kia làm chứng, ta đã tìm được thuốc giải độc cho Anton rồi. Ta tới đây báo tin, nhưng mọi người phải chờ thêm một ít lâu nữa mới được nha. Thôi, trăng tàn rồi, ta đi nha. Những ngày qua thật vui. Cảm ơn bà Tuyết và Hồng Hoa đã không sợ người bạn xấu xí này. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Hai con cưng của mẹ đã ngủ chưa? Thưa mẹ, chúng con sắp sửa ngủ đây. Chuyến đi đến kinh thành của các con ra sao? Bác các con có lời dặn dò nào cho mẹ không? Dạ, bác rất thương chúng con. Bác cho chúng con nếm thử nhiều món ngon vật lạ. Bác còn nói, sang năm bác bớt việc hơn, sẽ về đây thăm mẹ và chúng con. Mẹ, phòng khách có lạnh lắm không? Con đã thêm củi vào lò sưởi để mẹ ngồi đan áo, trũi có ngủ quên cũng không bị lạnh. Nhưng mẹ cũng nhớ đi ngủ sớm nhé. Thưa mẹ, con cũng đóng cửa kỹ lưỡng rồi. Mẹ cẩn thận, đừng đi ra ngoài nha. Tuyết đang rơi dày lắm. Hai con gái thiệt giỏi, ngủ ngon nha. Mơ thật đẹp nhé. Hôm qua sẽ mơ thấy hoàng tử đó mẹ. Em ấy hay mơ lắm. Như anh em Antoine và anh Ray đó, không biết giờ họ ra sao. Lâu quá chúng ta không biết tin gì về họ. À, em còn nhớ họ nói họ còn người anh cả không? Em nhớ. Mong cho họ được gặp lại nhau hả chị? Ôi, em nhớ khu vườn của tòa lâu đài đó biết mấy. Ngươi là ai? Ở đâu tới? Sao dám vào lãnh địa của ta? Ta đang ở đâu đây? À, nhớ rồi, lâu đài của anh Antoine. Chào André, chúng ta vẫn đang bị giam phải không? Giờ chúng ta phải làm gì? Chờ tôi một lát, tôi tìm đường thoát ra ngoài. Tôi nhớ có một con đường tắt ngoài khu vườn, tôi sẽ đưa hai chị đi. André, nhớ giải thoát cho Bạch Mã và Hồng Mã nữa nhé. Hai chị ơi, cửa không khóa, chúng ta ra thôi. Ngươi dám mò vào đây để làm gì? Khai mau, nếu không ta sẽ giết. Ta không thích những người có hình thù xấu xí như ngươi. Ông chê tôi xấu, vậy chẳng lẽ ông đẹp sao? Coi kìa, ông không có giống ai hết á. Tên lùng, ngươi thật lao cá. Ngươi dám xúc phạm ta, ngươi phải chết. Anh Antoine, anh có sao không? Để em cõng anh vô nhà. Chú Nô Ta kìa, sao chú ở đây vậy? Xin cảm ơn cô. Cô không sợ ta ăn thịt cô hay sao mà ngồi đây băng bó vết thương cho ta? Thưa ngài, tôi không sợ. Ngài đâu phải là hung thần, chỉ thỉnh thoảng ngài bực bội la hét chút thôi. Tôi hiểu mà. Không ngờ chúng cháu lại gặp chú. Chú bị té còn đau không? Ta đi đốn củi về, trời tối quá nên bị lạc, nhưng không ngờ lại gặp các cô ở đây. Mẹ cô vẫn khỏe chứ? Mẹ của ta bây giờ già yếu lắm rồi. Tối qua ta vắng nhà nên ta lo cho mẹ của ta lắm. Ta phải về thôi. Chào hai cô nghe. Vâng ạ. Nếu có dịp vào rừng hái nấm, chúng cháu sẽ đến thăm bà. Chú chăm sóc bà cẩn thận nhé. Chúng tôi sẽ ở lại đây vài ngày để chăm sóc vết thương cho ngài. Mong ngài cho phép. Đương nhiên ta cho phép chứ.
Dù sao ta ở trong lâu đài quan vấn này cũng cô đơn lắm. Nhưng với một điều kiện, tôi muốn ngài phải đối xử hiền lành thân thiện với các người hầu của ngài và các vật dụng khác nữa. Phải đó, ngài coi, ngài suốt ngày la hét, chửi mắng họ nên họ sợ hãi biến thành đá hết rồi. Ngài hãy dùng sự dịu dàng và tình thương để nói chuyện với họ. Hai cô có hai cái miệng xinh xắn như hoa, nên nói gì ta cũng nghe hết. Ta sẽ nghe lời hai cô, vô điều kiện. Ta vui lắm. Angry, Angry, em trai ta đâu rồi? Ôi, cảm ơn các cô đã đến đây bên ta. Ta thật sự có những ngày vui vẻ. Những ngày qua thật vui. Cảm ơn Bạch Tuyết và Hồng Hoa đã không sợ người bạn xấu xí này. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Ôi, mùi hôi quá. Ngươi cút đi. Vì ngươi mà ta làm gì cũng không xong hết. Trời ơi, làm sao mà cứu được con quái vật tội nghiệp kia bây giờ? Ôi, trời lạnh thấu xương. Ta mệt và đói nữa. Ta buồn và cô đơn quá. Ngôi nhà kia, ta đã đến trước cửa nhiều lần, nhưng chưa bao giờ gõ cửa. Lần nào ta cũng lủi thủi quay về rừng. Nhưng ta thích ánh sáng ấm áp từ ngôi nhà đó quá. Hôm qua, vậy, vậy có ai gõ cửa nhà mình vậy coi mẹ ra sao? Các con dậy rồi sao? Mẹ mở cửa nha các con. Mẹ sợ có người cần chúng ta giúp đỡ. Nãy giờ không mở cửa, mẹ thấy áy náy lắm. Con đi mở cửa mẹ nhé. Khoan, con nói họ đưa chân qua khe cửa để mình xem đó là ai. Ai đó? Đêm khuya quá rồi, ai gõ cửa xin cho xem chân đi ạ. À? Hôm qua, mở cửa đi em. Người ta đứng ngoài tuyết bị lạnh cống rồi. Chào cả nhà. Xin thứ lỗi vì khuya quá còn đến quấy rầy. Xin mọi người đừng sợ hãi. Tôi lạnh cống đã nhiều ngày nay. Tôi chỉ muốn có chỗ để sưởi ấm một chút. Tôi không làm hại ai đâu. Tội nghiệp gấu quá. Hãy lại gần lửa mà sưởi. Cẩn thận coi chừng cháy lòng nghe. Đừng sợ. Hôm qua em từng gặp quái vật sư tử mà có sợ hãi gì đâu. Để chị đi lấy cây chổi cào tuyết cho gấu. Một người khách lạ gõ cửa nhà bà Anna vào đêm khuya mùa đông, khẩn cầu được trú chân vì bên ngoài trời quá lạnh. Đó là một chú gấu to đùng, cục mịch và hiền lành. Đó cũng chính là chú gấu thường hay ngập ngừng trước cửa nhà bà Anna. Tại ngôi nhà dễ thương đó, chú đã trải qua một mùa đông ấm áp nhất trên đời. Tôi vẫn lạnh lắm. Các em hãy cào tuyết trên lưng xuống giùm tôi. Ôi, ấm quá. Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương. Có ai thâu tình cô lữ đêm đông không nhà? Đúng là gấu có giọng bass rền vang như tiếng phong cầm. Có mấy chỗ gấu còn chuyển sang giọng nam cao luôn đó mẹ ơi. Vậy ta gọi là gấu ca sĩ nha. Bạch Tuyết và Hồng Hoa, để cho anh sống với. Anh là người thân yêu và quan trọng nhất của hai em sao mẹ Anna đó nha. Đồng ý. Đồng ý. Thôi, khuya quá rồi.
hai con đi ngủ đi. Phải để cho gấu ca sĩ nghỉ ngơi nữa, hát hoài sao được. Hay là gấu đừng đi, cứ ở lại đây với chúng tôi đến hết mùa đông đã. Trong rừng lạnh lẽo lắm. Ta còn có việc trong rừng, Bạch Tuyết à. Việc của ta là phải giữ gìn khu rừng, dù đang là mùa đông, để khi mùa xuân về, rừng không bị mất mát gì hết. Mùa đông lạnh quá, chúng em không vào rừng thăm gấu được. Hay là mỗi tối, gấu về đây ăn cơm và sưởi ấm với chúng em, chịu không, anh gấu? Chịu chứ. Vậy tối nay ta gõ cửa nữa nhé. Ta sẽ đem thêm củi về cho mẹ. Chào mừng anh hai đã về. Cái gì đấy? Hả? Vàng. Vàng ở đâu mà nhiều quá vậy? Bác Nham Lùng. May quá được gặp bác. Lâu nay tôi tìm bác khắp nơi mà không thấy. Tìm ta? Ngươi tìm ta để làm gì? Ngươi thật vô tích sự. Có mỗi một chuyện quá phép cho thằng Antoine thành sư tử què mà không xong, để nó nửa người nửa sư tử như thế. Bác ơi, chúng ta ác với họ quá à. Còn người anh lớn Andy bác giấu ở đâu rồi? Chúng ta là phù thủy để học phép thuật, có lỡ hại người thì phải tìm cách giải cho họ. Bác còn chia lìa anh em người ta như vậy nữa. Thôi, ta không cãi lý với nhà ngươi. Ngươi thương tình chúng nó thì tự mà tìm thuốc giải nha. Ta đi đây. Bác ơi, bác giấu anh đi ở đâu? Không biết. Biết cũng không nói. Chào mẹ và các em. Mùa xuân đến rồi, con phải vào rừng sâu, không thể ở đây hoài. Con đi nhé. Sao anh gấu không ở đây luôn hả anh? Hồng Hoa ơi, gấu thì phải sống ở rừng rậm, chúng ta đâu thể giam cầm anh ấy trong ngôi làng nhỏ bé này được. Bạch Tuyết nói đúng, mà đúng một phần thôi à. Thôi anh đi đây. Tạm biệt. Bạch Tuyết ơi, anh sẽ nhớ em và mọi người lắm. Chị coi nè, vợ nắm của em đây rồi. Hồng Hoa, em lại đây coi, ai đã đốn xuống một cây to như thế? Thật tội nghiệp cây quá. Cứu ta, cứu ta. Bộ râu xinh đẹp của ta bị mắc kẹt vô đây rồi. Ai đó? Ai con nhóc gì? Mau cứu ta với. Râu ông bị kẹt sâu quá, cháu đành phải cắt nha ông. Đồ điên, tụi bay cắt mất râu đẹp của ta, ta bắt đền tụi bay. Chờ đó nghe. Coi ông ta kìa, một câu cảm ơn cũng không có, ông ta còn chửi mắng mình. Thôi kệ ông ta đi em, việc cần làm thì mình làm. Hồng Hoa ơi, lại đây em, nước mát quá. Chị ơi, nhìn kìa. Chúng ta lại gặp ông lùng đó nữa hả? Sao hai đứa có nước lì ở đó? Mau cứu ta ngay, cá này nó muốn lôi ra xuống sông nè. Kệ ông ta, mình đi đi chị. Sao được em, ông ta sắp chết chìm kìa, mình đâu làm ngơ được. Ông ơi, chỉ còn cách là cắt ngắn bộ râu thôi ạ. Chứ nếu như thế này, ông và chúng cháu đều bị lôi xuống sông đó ạ. Hai đứa con gái vô tích sự kia, tụi bay lại cắt bộ râu đẹp của ta. Ta ghét tụi bay. Ta sẽ bị vợ ta chế giễu vì cục râu.
nhớ nghe, ta không muốn gặp tụi bay nữa. Chuyện là vậy đó. Mẹ ạ, chị Bạch Tuyết cứ khăng khăng phải cứu ông ta, xong rồi nghe ông ta chửi, người gì mà xấu tính quá chừng. Thấy người bị nạn á là phải cứu, đừng quan tâm người ta có tốt hay không với mình con ạ. Thưa mẹ, chúng con biết rồi ạ. Chị ơi, nhanh lên, chỗ này gió lớn quá, gió thổi em muốn bay luôn nè. Không quá, cẩn thận nhé. À, em ơi, ai như bác nhâm luồn đi phía trước mình kìa. Chết tôi rồi, cứu tôi ơi, cứu tôi ơi. Hồng Hoa ơi, em có bị thương không? Em không sao đâu. Hai con bé lắm chuyện kia, sao ta đi đâu cũng gặp tụi bay vậy? Tụi bay làm rách cái áo đẹp của tao rồi, gặp tụi bay thiệt là xui xẻo quá, đã mất râu còn hư áo nữa. Ông ơi, vàng còn sót ở đây nè. Của ta, đưa cho ta ngay. Ôi, người lùn dễ ghét của chúng ta. Chỗ này vắng người, ta mở ra kiểm kê tài sản coi. Mấy ngày nay ta đi ăn trộm được toàn đồ quý. Nhiều ghê, toàn đồ đẹp không thôi. À, bác Nham lại gặp bác nữa. Cháu mừng quá à. Bác ơi, cháu đang nghĩ bác nói cho cháu biết bí quyết của thuốc giải đi, cháu chỉ còn thiếu có một vị thuốc thôi. Đừng hòng. Mà ngươi cần thuốc giải để làm gì? Để nó làm quái vật thì không cản trở chúng ta. Bác ơi, cứu anh Tuân cũng là tự cứu cháu. Vì sai thuốc mà cháu từ một người đẹp biến thành phù thủy như thế này nè. Ta mặc kệ nhà ngươi, chào nhé, ta đi đây. Nham Lục, ta không nhịn bác nữa, vì bác quá tham lam và độc ác. Ta biết bác đã bị mất phép thuật khi bác tích trữ quá nhiều vàng bạc châu báu. Ta sẽ tìm người đánh bại bác. Ta vẫn còn phép thuật đầy đủ nha. Sao? Đánh bại ta? Ta thách ngươi làm gì được ta đó. Ta biết hết. Nếu còn phép thuật, bác đâu phải kêu la khi sâu bị mắc vào trong cây hay bị cá kéo xuống nước. Bây giờ hả, bác chỉ còn là một tên lùn chẳng làm được gì. Hai con đi cẩn thận nhé. Mẹ gửi lời thăm các vị hoàng thân, bạn của ba các con. Nhiều năm nay mẹ nghe nói kinh thành kém vui vì các vị hoàng tử mất tích vẫn chưa tìm thấy. Tội nghiệp đức vua và hoàng hậu biết mấy. Con đi nha mẹ. Con đi. Hồng Hoa, mình cho ngựa nghỉ ở đây chút nha em. Trời, lại gặp bác lùng xấu tính. Hai đứa kia, mau cởi trói cho ta. Ta nguy rồi, phù thủy và gấu đang đuổi theo ta. Gấu? Bác nói gấu nào? Con gấu to nhất trong rừng chứ gấu nào. Cái người bị ta quá phép đó. Một tên lùng nhỏ thó và vô cùng độc ác, nhiều năm nay dùng phép thuật đầy đọa chúng ta. Phép thuật hết nhưng lòng tham vẫn còn. Giờ thì tới số ngươi rồi. Mau nói ra, còn một vị thuốc nữa ở đâu? Hey, gấu ơi, tôi tìm ra thuốc rồi. Đó chính là cái túi nhỏ bí mật trong người của tinh lùng này. Gấu hãy biểu nó đưa ra đây đi. Tôi may mắn lần được vào hang của phù thủy chúa, thấy tờ giấy này, vậy là chúng tôi đã được cứu. Không có, trong người ta không có gì hết. Hoàng tử Odi, xin chào ngài. Chào Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Phải, ta là Andy, chú gấu thân yêu của hai cô đây. Ta bị phù thủy chúa, tên lùn tay sai và phù thủy ánh trăng dùng nhầm phép thuật biến thành gấu nhiều năm nay. Ta đau đớn lắm. Antoine em ta
vì mạo hiểm cứu ta nên cũng bị tai họa. Giờ ta phải đi tìm hai em của ta. Tôi xin nhận tội đã gây đại họa cho ngài. Tôi sẵn sàng chịu trừng phạt. Bây giờ tôi đưa ngài đi gặp Anton và Andre. Xin hai cô cho đi nhờ Bạch Mã và Hồng Mã. Hai em biết không, anh chính là chú gấu vô chú nai rồi bỏ đi ở trong rừng cách đây mấy năm mà các em đã gặp đó. Anh là gấu cứ tối tối tìm đến nhà mẹ Anna nhưng không dám vào. Anh Antoine thoát rồi. Thuốc đã giải cho tất cả mọi người rồi. Vậy là chúng ta sắp tìm thấy anh hai. Antoine, Andre, các em ở đâu? Câu chuyện của Bạch Tuyết và Hồng Hoa tạm thời dừng ở đây và để lại một thông điệp: lòng tốt có thể hóa giải các lời nguyền, dẫn chúng ta đến với tình yêu thương. Dù không biết phía trước như thế nào, nhưng chắc chắn lòng tốt sẽ làm nên những điều kỳ diệu. Tôi đi bẩm báo với chủ nhân tiếng. Nãy là tôi đánh đánh mà trời, trời tôi lo cái gì trời. Thế thì mà Ok đây. Thưa ông, có người xưng là Tinh Hậu, đó là em trai của ông đến thăm ông á. À, phải rồi, đúng là em trai ta đó. Mau đưa nó vào đây. Các người lui ra đi. Ngày khác tôi chơi tiếp ha. Gì vậy anh Nhân? Em chưa gỡ được mà anh Nhân. Thắng nè, kỳ chưa gỡ được. Thôi, mà về đi. Kìa Hậu, vào đây. Ê, đây, em muốn trà đi. Thấy làm sao? Dạ, cảm ơn anh, trà thơm lắm. Từ bữa tới giờ, nhiều người tới chúc mừng quá, anh chưa có thời gian mời em tới chơi. Định là nay mai tân gia mời em luôn. Ê, đây, em muốn trà đi. Thấy làm sao? Dạ, em thấy anh được như ý, em cũng mừng lắm. Em đem ít cây nhà lá vườn biếu anh nè, của em trồng được đó. Ê, em bài vẽ quá. Lần này anh nhận, nhưng mà lần sau đừng có mang tới nữa nghe. Em nhìn coi, bây giờ anh đâu có thiếu cái gì. Đồ ăn á, với lại đồ dùng xài đâu có hết. Ờ, dạ, em thấy rồi. Mà anh nói thiệt, em bỏ quách cái nhà với giường đó, về đây ở với anh, chỗ anh dư giả rộng rãi, tha hồ anh em mình hưởng lạc. Việc gì phải làm lụng cực khổ đúng không? Dạ, em cảm ơn anh, nhưng mà em thấy cuộc sống hiện tại rất là tốt. Em làm lụng quen rồi, chỉ ngồi một chỗ mà ăn em không có chịu được. Nhưng em sẽ qua thăm anh thường xuyên. Ừ, em muốn vậy á, anh không ép. Thôi, đã tới rồi thì ăn cơm với anh, thấy không? Dạ thôi, không dám làm phiền anh. Em qua trước là thăm anh, sau là mời anh làm chủ hôn cho em. Dạ, em và Hoa sẽ cưới nhau vào tuần tới. Em mong anh có thể tham dự và thay mặt cha sang nhà Hoa với em. Cái gì? Hoa đồng ý lấy em rồi sao? Dạ. Hiểu rồi. Là bây giờ mày lấy được vợ đẹp nên mày tới đây khoe khoang với tao gì? Dạ, em không có ý đó. À, vậy là mày tới đi chia tiền đám cưới hay muốn chia chắc gia sản này với tao? Anh, em không có. Thôi, mày khỏi nói nữa, tao biết rõ quá rồi. À, nể tình anh em. Người đâu? Coi như tao mừng cưới, từ nay mày đừng tới tìm tao nữa. Anh hai. Ừ? Sao anh lại nghĩ em tới để moi tiền anh hả? Em chỉ muốn anh em ta sống hòa thuận, yêu thương nhau như lúc trước thôi. Miễn đi. Mày chỉ muốn tới khoe là cưới được vợ đẹp. Mày đặt cao thượng hả mày? Người đâu? Tiễn khách. Sao anh lại đến đây tìm em? Anh vẫn buồn chuyện anh hai hả? Anh biết tính anh Nhân mà. Hai người là anh em, mà em lại từ chối ảnh để lấy anh nên ảnh giận thôi. Mai mốt là hết mà. Rồi lỡ anh không hiểu cho tụi mình rồi giận tụi mình luôn thì sao? Anh Nhân cũng không có nói là sẽ tới dự đám cưới. Anh đừng có lo, anh Nhân biết chúng ta thương nhau thiệt tình mà. Chỉ là ảnh chưa chấp nhận được vì quá bất ngờ thôi. Đợi ít lâu nữa, anh hai hết giận, tụi mình qua nhà thăm ảnh. Cảm ơn em đã thông cảm cho anh. Anh Nhân ơi, cạn ly đi.
Đêm nay trăng đẹp quá trời quá đất luôn. Anh vẫn còn tức giận dù em anh cưới được nhỏ đẹp quá trời quá đất chứ vậy. Bỏ đi, giờ anh muốn tiên nữ còn được nữa mà. Dù là một người đẹp không đáng gì với anh Nhân đây, nhưng mà bị thằng em nhà quê phỏng thay trên cũng tức chứ. Cũng đúng. Vậy mình làm gì trả đũa nó đi? Cướp cô dâu vào ngày cưới làm bẻ mặt tụi nó. Hay là ngày cưới của nó đem một cô xinh nhất trần gian đến cho nó ghen tị chơi. Ta ước, ta ước. Nói nghe nè anh Nhân, chỉ cần chút tiền nhỏ thôi là bắt được con nhỏ đó về đây liền ha. Mà không có ai như thằng em của cậu cướp tay trên của anh trai như vậy. Bộ nó không biết anh thích cô Hoa sao? Phiền tao quá, mấy người biến hết rồi. Trời, mất tôi một điều ước rồi. Không có ai xung quanh lại hay, yên tĩnh ghê. Cái thằng Hậu này thiệt may mắn, chữ nghĩa không có được bao nhiêu, tính tình thì cù lần, mà vừa được tiên nữ cho điều ước, giờ cưới được vợ đẹp nữa. Còn mình, sao giàu sang vậy rồi mà mình vẫn thấy chán ngán vậy ta? Phải ha, mình cũng muốn có một cô vợ đẹp như Hằng Nga, vậy thì mới xứng với mình chứ. Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng củi già. Cá kìa, cá kìa. Chạy mất rồi. Câu cá mà lại ngủ, đúng là cụi mà. Cái bọn cá này dặn co kéo lên mệt lắm. Bọn chúng đã cắn câu thì tự đi lên bờ luôn đây. Làm gì có chuyện dễ dàng vậy? Nói người phải nghĩ đến ta chứ. Người nói cái gì? Có nói gì đâu. Người đến đây định hỏi cưới Hằng Nga chứ gì. Làm sao mà củi biết được? Sao không? Ai mà không vậy? Cứ vài ngày là có thêm một tên vô dụng ham chơi làm biếng đến đây hỏi cưới Hằng Nga hả? Bọn chúng có thể vô dụng nhưng ta thì không. Ta là người vừa đẹp trai vừa giàu có nhất thế gian, ngọc ngà châu báu ta đều không thiếu. Ngoài ta ra, người phàm chẳng ai có thể xứng với Hằng Nga hơn ta. Ai lên đây mà không nói vậy đâu. Vậy ngươi thì có tài năng gì mà đòi xin lễ của ngươi? Đâu 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 rồi, có không? Ta quên, đi vội quá nên không nghĩ ra. Vậy thì đi về đi. Không được, ta không cam tâm về tay không. Cụi hãy chỉ cho ta gặp Hằng Nga đi. Chỉ cần Hằng Nga đồng ý về cùng ta thì trên đời không có gì là ta không cho nàng được. Hay ngươi cũng thành tâm, ta chỉ cho ngươi một cách để lấy lòng Hằng Nga nè. Nhưng mà làm sao? Khó đó. Hỏ Ngọc là linh vật của Hằng Nga đó, nhưng mà chưa có ai huấn luyện được chúng hết á. Nếu như ngươi làm chúng xếp hàng lấy đồ ăn được á, thì chắc chắn Hằng Nga sẽ siêu lòng. Bọn này thì có gì lợi hại, chỉ một buổi sáng thôi, tụi này sẽ răm rắp nghe lời ta. Mình thật thông minh, chỉ cần có đồ ăn dụ là bổn đầy kể. Ê,
ăn thì phải xếp hàng vào cho ta. Cái bọn thỏ ngu ngốc gì dám tấn công ta? Ta không ngờ người to con vậy mà bị bọn thỏ đè xẹp lép luôn. Bọn chúng giống như đội quân vậy, không nhìn thấy thì ai mà biết chúng là thỏ kia chứ. Tụi nó thông minh nhanh nhẹn dữ lắm, được huấn luyện để bảo vệ cung trăng mà. À, thì ra ngươi lừa ta. Bọn thỏ đã được huấn luyện rồi mà ngươi dám kêu tôi huấn luyện chúng nữa. Ê, đừng có tức giận. Bọn thỏ đó chỉ nghe lời của Hằng Nga thôi à. Nhưng mà nếu ngươi khiến chúng nghe lời ngươi thì chẳng phải là Hằng Nga sẽ khâm phục ngươi lắm hay sao? Đúng không? Ta không có thèm nghe ngươi nữa. Ta tự mình đi gặp Hằng Nga. Thôi, lần này ta nói thiệt nha. Cung điện của Hằng Nga nằm ở bên kia hồ, chỗ ta câu cá gốc kỳ đa đó. Có thiệt không? Ngươi muốn đến đó thì phải chạy trên mặt nước, băng qua cái hồ đến đó chứ. Đi trên mặt nước? Ngươi có đi được không mà đòi thách ta đi? Ngươi phải biết là nếu như ngươi không băng qua hồ thì chẳng còn cách nào khác đâu. Tất cả mọi thứ chìm vào lòng hồ sẽ rớt thẳng xuống trần gian tan tành mây khói. Ngươi nói thiệt không đó? Ừ. Vậy ta phải làm sao? Đây, ngươi hãy gặt lúa này lấy rạ mà trải lên mặt hồ thì sẽ đi được trên nước thôi. Hả? Ta như vậy mà phải gặt lúa sao? Ta đã chỉ cách rồi, tự ngươi quyết định đi chứ. Ở cuối cánh đồng này có đầy đủ dụng cụ để ngươi gặt đó, mau đi đi. Vậy sao ngươi không đi gặt cùng ta? Ta đâu có muốn lấy Hằng Nga đâu. Với lại thời gian trên cung trăng khác hẳn dưới trần. Ngươi không nhanh lên á thì ngươi sẽ già lũ khủ, sợ là ngươi sẽ không kịp đưa Hằng Nga xuống trần đâu. Đi lại lên đi. Cha ơi, con mệt quá à. Anh hai, anh lên bờ nghỉ chút đi, lát em làm giúp cho. Ê à, tao, cha, cô nó kẹp con à. Đâu đâu, để cha gỡ ra cho. Anh hai, anh có sao không? Ê, cái con cô này cũng mạnh thiệt. Hơi sót một xíu nhưng mà không sao, chiều nay có món canh cua cho cả nhà cùng ăn. Đau. Chiều nay có món canh cua ăn rồi, công nhận ngươi giỏi thiệt á. Chưa gì đã nghỉ rồi. Ta phải nghỉ một lát đã, mệt quá. Ngươi cũng giỏi thiệt ha. Giá mà dưới trần ngươi cũng chăm chỉ vậy thì đâu có đến nổi đâu. Trời, đương nhiên ta là nhân tài hiếm có, chẳng qua là ta chưa muốn ra tay thôi. Ngươi cứ để nhẹ một bó lên mặt hồ, cứ vậy khi nào mặt hồ đầy rã thì ngươi bước qua được rồi. Cỡ này chắc đủ bước đi rồi. Ý, ta đi được rồi. Thấy chưa, ta đâu có lừa ngươi đâu. Tụi ơi, mau giúp ta thả thêm rơm rạ xuống. Ngươi mau chạy đi, rơm rạ sẽ chết kịp đó. Tên người phàm kia, ai cho ngươi xả rác trên hồ của ta hả? Tụi kêu tôi làm như vậy để đi trên mặt hồ tới gặp Hằng Nga mà. Không lý lẽ gì cả, trả lại cho người rác của ngươi đây. Hahaha.
bù nhìn rơm. Ôi, ngươi lại lừa ta gặt lúa cho ngươi. Dân ơi, dân à, cái hồ này á là gương soi trần thế. Thế cái gì mà rơi xuống làm mờ gương á đều bị trừng phạt hết. Ngươi bị như vậy là nhẹ lắm rồi. Ngươi lại lừa ta. Với một kẻ háo thắng, kiêu căng, ham chơi biến làm như ngươi thì lao động một chút có hại gì đâu. Chẳng lẽ ngươi lừa em trai thì được, bắt nạt người khác thì được, còn không có ai làm được vậy với ngươi sao? Ta sẽ bắt ngươi và cho một trận. Đố ngươi bắt được ta. Đố ngươi bắt được ta đó. Đúng rồi. Có giỏi thì ra đây. Có giỏi thì tìm ta đây. Ta sẽ xiển ngươi. Được, kiện đi. Ta thách ngươi á, kiện đi. Ở đâu cũng được, kể cả mặt trời ta cũng sợ. Tưởng ta không dám tới mặt trời kiện sao? Chờ đó, ta ước gặp được thần mặt trời. Lại bị ta lừa. Ngươi sẽ có một bài học nhớ đời thôi. Trời ơi, anh lo quá. Không biết anh Nhân hết giận mình chưa nữa. Cũng lâu rồi còn gì. Chắc anh ấy không nhớ gì nữa đâu. Vậy sao ảnh không đến đám cưới tụi mình? Cũng không nghe tin tức gì từ ảnh hết à? Thì mình cứ gọi ảnh xem sao. Dù sao hôm nay vợ chồng mình cũng đến để tạ lỗi và ra mắt ảnh mà. Anh Nhân ơi, anh Nhân, em là Hậu đây. Hai người tìm ai đây? Dạ thưa ông, đây là nhà anh trai của cháu. Vợ chồng cháu ghé thăm anh. Hai người không biết gì sao? Nhà này vắng chủ lâu rồi, của cải trong nhà cũng đã bị trộm lấy hết sạch. Hả? Có thật không cụ? Vậy chủ nhà này đi đâu rồi ạ? Không ai biết cả. Chỉ trong một đêm mà nhà thành vô chủ. Bọn trộm tha hồ ra vào. Có người nói ông chủ chắc là bị hại rồi. Cũng có người nói ông ta muốn lấy Hằng Nga nên lên cung trăng rồi. Ôi, vào sáng mà chi không biết. Anh đã linh cảm là có chuyện mà. Mình bình tĩnh đi, cũng chưa chắc là anh hai gặp rắc rối mà. Trời ơi, nhưng mà anh đi đâu được kia chứ. Anh hai không có quen chịu nghèo khổ vất vả được đâu. Chẳng biết giờ này ảnh ra làm sao, đang ở đâu nữa. Không được, anh phải đi tìm anh hai. Lúc này anh càng phải bình tĩnh suy xét. Anh Nhân vẫn còn mấy viên ngọc ước mà. Nhưng mà lỡ ảnh đã hết ngọc ước mà lại đang vướng vào rắc rối thì sao? Ồ, vậy ra ngươi là người phàm bị cùi dụ dỗ lên cung trăng rồi bị lừa phải làm việc cho hắn sao? Dạ, thưa ngài. Vậy hắn đã dụ dỗ ngươi thế nào và làm cách nào để ngươi lên được cung trăng? Tôi có ngọc ước nên tôi đã lên được cung trăng. Hắn nói là nếu làm việc cho hắn, hắn sẽ chỉ cho tôi gặp được Hằng Nga. À, nhưng mà ngươi có ngọc ước à? Từ đâu mà ngươi có? Tôi cứu một tiên nữ mắc nạn nên tôi được nàng ấy cho 7 điều ước. Tôi đã chia cho em trai tôi 3 điều. À, phải phải, ta đã nghe về việc này rồi. Được được, tên cuối thật đáng giận. Nhưng hắn ở mặt trăng, ta chỉ cai quản mặt trời. Ta không thể cứ vậy mà qua đó đòi công bằng cho ngươi được. Thưa ngài, việc của tên cuối làm là gian dối, là mất đi oai nghiêm của thần linh. Ta hiểu. Như vậy đi, ta rất thích chơi cá cược. Nếu như ngươi cược thắng ta thì ta sẽ có cớ để trừng trị tên cuối mà không mất lòng Hằng Nga. Được không? Thưa ngài, được, được. Nghe ngươi có vẻ là người chăm chỉ làm ăn lại lương thiện. Ta muốn ngươi thì chạy với người của ta. Nếu ngươi thắng, ta sẽ đích thân đến cung trăng phần xử chuyện của ngươi. Thần mặt trời anh minh, thần mặt trời thật là anh minh.
Nhưng nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải nhận hình phạt của ta. Thế nào? Phạt gì cũng được, nhưng tiên nữ có phép mà. Lỡ họ dùng phép ăn gian thì sao tôi thắng nổi? Ta lấy danh dự mà hứa với ngươi, cuộc thi này là công bằng. Phải dùng đôi chân chạm trên đất để chạy, không được bay hay dùng phép thuật. Được, thưa thần mặt trời, tôi sẽ nhận cược. Được lắm. Ai ngươi chỉ cần chạy từ đây đến kia, ai chạm vật đích trước sẽ chiến thắng. Đường chạy rất ngắn, ai nhanh hơn thì thắng thôi. Các ngươi vào vị trí đi. Xuất phát. Ta thắng chắc rồi. Sao? Ta không thấy cô bé tiên nữ này chạy. Thần đang lừa ta. Ta không lừa ngươi. Tiên nữ của ta có chạy, nhưng đây là tiên nữ tia nắng, không gì có thể nhanh hơn tia nắng. Ngài tên phàm nhân kiêu ngạo kia, ngươi đã biết tội chưa? Thưa ngài, tôi có tội gì? Chỉ vì ngươi ganh tị với em trai nên mới ngông cuồng đòi lấy Hằng Nga. Ngươi là kẻ chỉ muốn sống sung sướng mà không chịu bỏ công sức ra, khi giàu sang lại còn muốn hơn nữa. Không biết đâu là đủ. Loài người như ngươi chỉ đáng bị trừng phạt. Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi. Quá muộn rồi. Ta ghét nhất những kẻ lười biếng hợm hĩnh như ngươi. Ngươi còn sống chính là gánh nặng cho em trai ngươi, cho tất cả mọi người. Tôi biết lỗi rồi. Nếu được sống, tôi hứa sẽ trung thực, chăm chỉ, sẽ yêu thương em trai tôi mà. Nè, em đem theo mà ăn đi. Thôi, anh hai đem theo đi học, không thôi đói á. Cha đã chừa phần cho em rồi. Anh đi học không phải làm gì nhiều như em. Em ăn vô cho khỏe. Với lại á, anh ăn sáng còn dư, đem theo cũng đủ rồi. Cảm ơn anh hai. Thấu. Anh hai, anh mới đi học về hả? Em làm gì vậy? Đến phụ cho. Dạ, em đang cắt cỏ cho trâu. Anh đừng có đụng vào, dơ lắm. Vậy để anh cho nó ăn ha. Dạ cũng được. Ê kìa, cái con trâu này. Ê, mẹ, áo của tao đâu phải đồ ăn của mày. Con nha. Có những việc dù hối tiếc cũng muộn mà. Hai đứa nói xem, đứa nào đánh thằng Giáp U đầu? Dạ, dạ là con chơi. Là con chơi, con đánh thằng Giáp. Không phải đâu cha, là con đánh nó. Anh Nhân càng mà không được. Không, là con đánh thằng Giáp, nó dám chửi em Hậu. Cha ơi, con đánh thằng Giáp đó cha, vì nó dám chê anh con. Hai đứa tranh nhau nhận tội hả? Vậy thì ra sân quỳ nhịn ăn tối. Nặng quá. Anh, sau nãy anh không để em nhận tội cho. Ăn vài cây là được ăn tối rồi. Tao đánh thì tao chịu chứ có liên quan gì mày. Mày can tụi tao, còn bị nó đánh sưng chân nữa mà đòi ăn đòn giùm. Anh em như thể tay chân, cùng nhau chịu chứ. Mai mốt tao học hành đỗ đạt ra làm quan á, tao sẽ cho mày sống sung sướng, không lo nghĩ gì hết. Đứa nào dám nói xấu anh em mình, tao sẽ phạt tù hết cho mày coi. Con cười được à? Đứng thẳng giơ tay lên. Dạ chị mong hai anh em con sống hòa thuận, giúp đỡ nhau, chăm chỉ làm việc thì cha nhắm mắt cũng an lòng. Cha đừng nói vậy mà cha. Cha sẽ khỏe lại mà cha. Nhưng à, con cố gắng học thành tài, sau này mới chăm sóc được cho em con.
biết không? Dạ. Hậu, thì con không thông minh nhanh nhạy bằng anh, nhưng con chăm chỉ, cần cù. Cả hai đều phải cố gắng học, cố gắng là để sau này có cái ăn, cái mặc. Mình ơi, anh Hậu ơi, anh làm gì mà thẫn thờ vậy? Anh nhớ lại chuyện ngày xưa, hai anh em anh thương nhau, giá mà... Anh hai thật sự rất tốt, anh ấy chỉ bị lòng tham che mờ lý trí. Sao anh có linh cảm không lành quá? Anh đừng lo, giờ chúng ta đi tìm anh hai. Thôi, em ở nhà đi, để anh đi tìm ảnh cho, không biết giờ anh đang ở đâu nữa. Rồi lỡ đột nhiên ảnh về mà không có ai ở nhà thì sao? Tiên nữ. Anh Hậu, tôi đưa anh trai của anh về cho anh nè. Hả? Cái gì? Anh Nhân đây á? Sao anh ấy lại ra nông nổi này? Anh ấy đã lên cung trăng bị cụi dạy cho một bài học, nhưng anh ấy lại lên mặt trời tố cáo cụi. Thần mặt trời biết được anh ấy nói dối nên đã trừng phạt anh ấy. Thưa thiên nữ, anh ấy chết thật rồi sao? Anh hai ơi! Anh hai ơi! Xin tiên nữ nhân từ, người đã đưa xác anh Nhân về thì xin cũng giúp cho chúng tôi một lần nữa, xem có cách nào cho anh ấy được sống lại. Khó lắm, hắn đã dùng hết ngọc ước rồi. Giả lại ngọc ước, tôi vẫn còn một viên. Lần trước anh Nhân để lại cho tôi một viên, nói là phòng khí bất trắc. Liệu có linh nghiệm không ạ? Ta không biết chắc, ngươi cứ thử xem sao. Cầu xin trời đất linh thiêng cho anh Nhân của con được sống lại. Ta ước anh Nhân được sống lại khỏe mạnh như trước. Anh hai! Anh ấy sống lại thật rồi. Đây là... là Hậu? Là em sao? Anh không nằm mơ đó chứ? Dạ không, anh hai vừa mới chết đi sống lại thiệt đó. Dạ, chính tiên nữ đây đã đưa anh trở về nhà. Thôi, các ngươi đã được đoàn tụ viên mãn rồi, thì ta cũng an lòng về trời đây. Dạ, tạ ơn tiên nữ. Nhờ có người và ngọc ước của người mà gia đình tôi có được như ngày hôm nay. Quan trọng là ngươi đã sử dụng những điều ước đúng đắn nên có được cuộc sống sung túc. Còn ngươi, ta hy vọng những điều ước sai lầm đã dạy cho ngươi một bài học. Ngươi hãy cố gắng sống tốt, đừng phí phạm điều ước của em trai ngươi đó. Tạ ơn tiên nữ đã chỉ bảo. Tôi đã biết lỗi rồi. Từ nay tôi sẽ tu chí làm ăn, không dối trá, không tham lam, không cờ bạc nữa. Ta cũng mong như vậy. Nếu không, thần mặt trời sẽ không tha cho ngươi lần nữa đâu. Hậu, anh xin lỗi, anh tạ lỗi với em. Anh đã quá tệ bạc với em vì lòng tham lam và ích kỷ. Anh hứa sẽ học lại và tu chí làm ăn. Được như vậy em mừng lắm. Anh cứ ở nhà em và chuyên tâm học hành. Cha chúng ta ở trên trời nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ rất vui. Rồi, hai anh em còn nhiều dịp hàn huyên mà. Vậy chúng ta vào nhà thôi. Từ đó, Nhân tu chí học hành, xa rời bạn xấu, phụ giúp hai vợ chồng Hậu. Chẳng bao lâu, đậu kỳ thi hương và làm thầy đồ dạy học. Ít lâu sau, anh ta cũng cưới vợ và có căn nhà riêng của mình. Còn hai vợ chồng Hậu sống hạnh phúc ấm no, ngày ngày trồng rau và câu cá. Căn nhà không ngớt tiếng cười. Hai gia đình của hai anh em vẫn luôn giúp đỡ nhau, sống trong tình yêu thương đùm bọc đầm ấm với xóm giềng và bạn bè. Ngài ở đâu? Bao giờ cứu chúng con với? Người dân nơi đây bị tai họa gì mà cầu xin như vậy? Người thân của chúng tôi không biết mắc bệnh gì mà toàn thân nổi lên như một lở loét, đau đớn rên xiết không thôi. Thôi rồi, anh ta cũng bị lây rồi. Có những mụn đỏ nổi đầy trên cánh tay của anh ta. Chúng ta
chúng ta chăm sóc người bệnh, chúng ta cũng sẽ bị lây thôi. Cô nương, chắc cô nương từ xa đến đây có phải không? Xin hãy tránh xa chúng tôi, kẻo bị lây bệnh thì khổ lắm. Chàng ấy là ai mà dáng người phong thái, uy nghi đỉnh đạt, trông như một dũng tướng? Người ấy là ai vậy? Chắc chắn cô nương từ xa đến đây, nên không biết ngài ấy là cha của chúng tôi. Là cha sao? Ừ, đúng vậy. Ngài ấy là vua của dân tộc Bách Việt, thương dân như chính con của mình, việc yêu tinh trừ hại cho dân, nên chúng tôi coi ngài như cha vậy. Thì ra chàng ấy là Lạc Long Quân. Thưa ngài, vảy rồng rất quý, nhưng dùng để trị nội thương, còn dịch bệnh thì cần phải dùng lọ thuốc này. Ngài hãy cầm thuốc này mà trị bệnh cho dân đi. Ngài hãy lấy thuốc hòa với nước cho người bệnh uống sẽ thấy hiệu nghiệm. Những người ở đây cũng nên cho uống để đề phòng lây nhiễm. Nàng là ai? Từ đâu đến đây? Nàng biết y thuật hay sao? Thiếp tên là Âu Cơ, con gái của Đế Lai, là vua của bộ tộc Bách Việt phương Bắc. Thiếp có học qua y thuật. Nàng là con gái của Đế Lai đây sao? Hai người xuống phương Nam du ngoạn à? Chính phải. Nhưng vì thấy phương Nam phong cảnh xinh đẹp, khí hậu mát mẻ, nên cha thiếp muốn dựng thành ở đây. Không được. Tổ tiên chúng ta đã có giao ước, Kinh Dương Vương Lộc Tục làm vua phương Nam, Đế Nghi làm vua phương Bắc, không ai được xâm lấn lãnh thổ của ai. Nhưng ta cũng rất thích ở nơi đây. Vậy thì nàng hãy ở lại đây. Những đống đỏ mất hết rồi, mất hết rồi. Hay quá, hay quá. Trên người tôi cũng đã mất hết rồi nè. Âu Cơ rất đẹp, lại tài y thuật. Mẫu hậu nói ta cần có người giúp đỡ. Phải chăng là nàng ấy? Âu Cơ, nàng đã từng nghĩ gì về ta chưa? Thiếp nghe nói nhiều đến ngài, hôm nay mới được diện kiến. Ngài là bậc minh quân, dũng cảm và khôi ngô túng tú. Chúng ta đều là người thương quý dân, muốn chăm lo cho họ một đời sống an vui. Cuộc gặp gỡ hôm nay ta nghĩ cũng là một sự an bài. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo bọc cho con dân Bách Việt. Nàng có đồng ý làm vợ ta không? Chúng ta có quốc mẫu rồi. Người mau mau sai quân lính vận chuyển gạch đá về xây thành cho ta. Thưa đức vua, ngài cũng biết là quân lính chúng ta đem theo không đủ. Thì huy động thật nhiều người dân ở đây, có khó gì đâu mà người có vẻ lo lắng chứ. Thưa, thần e ngại họ phản ứng là không chịu làm. Vì chúng ta đến từ phương Bắc. Lạc Long Quân lấy con gái của ta, tại sao ta không có quyền với mảnh đất này? Hà thần hiểu rồi, thưa đức vua. Vậy là vì muốn xây dựng kinh thành trên vùng đất lĩnh Nam, để lại bắt người dân vận chuyển gạch đá về xây thành, họ phải phục dịch rất cực khổ. Người dân chịu không nổi, tiếng kêu khóc ta thán vang lên khắp nơi. Chậm quá, mọi người đi nhanh lên, đi nhanh. Làm yên hả? Đứng dậy cho mau, không ta đánh chết. Cha ơi, ngài ở đâu? Chúng con đau đớn quá. Chàng trồng cây gì thế? Ta trồng dâu nuôi tầm để dạy dân dịch giải. Thiếp sẽ cùng chàng dạy dân dịch giải. Cha ơi, ngài ở đâu? Chúng con đau đớn quá. Cha của nàng vì muốn nhanh chóng xây dựng kinh thành trên đất lĩnh Nam, nên ép dân chúng ngày đêm vác gạch đá về xây thành, lại còn đánh đập họ. Ta rất đau lòng. Bây giờ
người dân ở đây cũng là thần dân của thiếp. Chàng cứ mạnh dạn tìm cách nào đó đưa cha về phương Bắc, đừng để cha làm hại đến bá tánh dân lành. Các ngươi làm việc cho nhanh, để còn xây dựng kinh thành. Hoàn thành sớm thì ngài Đế Lai sẽ có thưởng cho các ngươi. Chúng tôi chưa được ăn uống gì cả, chúng tôi mệt lắm rồi. Ngài hãy cho chúng tôi nghỉ mệt một chút có được không? Không được. Đức vua Đế Lai cần xây dựng kinh thành gấp. Chúng tôi chỉ có một đức vua Lạc Long Quân thôi. Chúng tôi chỉ có một người cha thôi. Đứng dậy cho mau. Đứng dậy. Ta đánh bây giờ. Đây là vùng đất phương Nam, người dân không có trách nhiệm xây kinh thành cho ai cả. Bất hiếp dân lành thì đừng trách ta, nghe rõ chưa? Cảm ơn quốc gia đã cứu chúng con. Thưa đức vua, chúng ta không thể tiếp tục xây kinh thành tại nơi đây này được. Nơi này thật có nhiều điều kỳ lạ, linh thiêng. Có con hổ đó, con hổ biết nói tiếng người. Quan đường. Thưa đức vua, chính xác là chúng con cũng nghe thấy con hổ ấy nói. Vậy thì tại sao chúng ta không dân bãi bắt con hổ đó đi? Không, không được thưa ngài. Vì giọng nói của nó âm vang như một vị thần. Ta không tin là không bắt được nó. Hãy mau trở về quê hương của các người. Nơi đây không phải đất của các ngươi. Người dân nơi đây không phải để các ngươi đối xử tàn ác. Cha của nàng đã về nước sáng nay rồi. Đó là cách tốt nhất. Thiếp không muốn thần dân ở nước ta phải chịu khốn khổ vì ngày ấy. Nàng không hỏi ta đã dùng cách nào sao? Chàng thương con dân như thế, nên thiếp tin chàng là người quân tử. Việc làm cũng quang minh chính đại. Bây giờ sóng gió đã qua, chúng ta hãy dạy dân cài cấy, dệt vải, sống chan hòa với thiên nhiên. Chúng ta hãy cùng nhau dạy dân biết cách đối xử với nhau theo đạo quân thần, cha con, vợ chồng, để họ gìn giữ đức hiếu sinh. Kể từ đó, đất nước với sự dạy dỗ của Lạc Long Quân và Âu Cơ dần thịnh vượng, dân cư đông đúc, ngày càng giàu mạnh hơn. La 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 la! Đất phương Nam khí hậu ấm áp, mưa thuận gió hòa. Quốc mẫu sinh ra một bọc trăm trứng, nở ra trăm con. Đức vua dựng đàn tế cao trời đất. La 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 la! Nữ hoa đội á giá trời, thần nông trồng lúa một đời giúp dân. Thần núi dung đắp chân đồi, tưới cây là việc đời đời thần mưa. Thôi,
cứu tôi, con Cáo. À, anh bị cái gì mà kêu cứu? Con Cáo nào chứ? Có phải mấy lúc gần đây á, gà hay bị mất là do con Cáo đó phải không? Không phải, không phải chỉ gà đâu, mà nó bắt luôn ông bạn đi chung với tôi nữa. Thấy nó bắt gà, tôi và ông bạn xông vào đuổi nó. Không ngờ nó phóng đến chụp cổ cắn bạn tôi rồi lôi đi. Long Quân Dương ơi, ngài mau tới đây cứu giúp chúng con. Con Cáo chín đuôi, mau ra đây, mau ra đây. Nghiệt súc, không biết ta là ai hay sao mà dám lấy lửa đốt ta, dám tác quái nơi này. Ngươi có biết giết hại dân lành là tội không hả? Ta ra lệnh cho các loài thủy tộc dân nước sông Cái xoáy hang Cáo thành một vực sâu, chôn vùi yêu quái. Ta đặt tên nơi này là Năm Xác Cáo. Muôn tâu Phụ Dương và Mẫu Hậu, nay chúng con đã lớn, mong Phụ Dương và Mẫu Hậu cho chúng con được cùng chia sớt những việc bảo vệ giúp dân an cư. Hùng Quốc theo thiếp học làm nông, phụ thiếp dạy dân cày ruộng, chăm sóc gia súc, việc nào cũng thành thạo. Nay hoàng tử cũng cần theo chàng học binh pháp để có sức mạnh bảo vệ con dân. Được, vậy con phải ngày đêm luyện tập cho thân thể cường tráng. Ta sẽ dạy con các phép để bảo vệ thân thể và phép thuật chống lại các loài yêu tinh. Mùi gì sao mà thơm quá vậy? Cháu cảm giác mùi hương này xuất phát từ khu rừng kia đấy. Chính phải, tôi ngửi thấy mùi thơm này từ trong rừng đó bay ra. Hay là trong rừng có cây gỗ trầm hương chăng? Chúng ta vào đó thử xem, đốn cây này đem về nhà làm cái khố thì thơm hết cả người. Đúng rồi, đi thôi. Mùi thơm chính xác là toát ra từ trong cái rừng này. Chắc chắn là cây chiên đàn hương rồi. Bỏ một khúc cây trong nhà thơm hơn trầm hương đó. Nguyên cây chiên đàn này cả làng chúng ta xài không hết đâu. Để tôi quay về gọi thêm nhiều người nữa và lấy cái búa ra đây. Ôi, cứu tôi, cứu tôi. Ta không chạy còn được đâu. Cứu tôi với. Thưa Phụ Dương, hình như vùng đất này không có người ở vì vắng lặng quá. Không phải đâu con, có người ở nên mới có chiếc xe kéo đựng đầy cỏ kia chứ. Họ còn chăn nuôi nữa. Ai đó kéo đến đây rồi bận chuyện gì nên để lại chiếc xe, ta kéo về thay cho họ. Cứu, cứu tôi với. Chuyện gì đã xảy ra? Dạ thưa ngài, xin ngài hãy cứu giúp chúng con. Dạ thưa ngài, cây chiên đàn thành tinh đang ăn thịt người và cả gia súc ạ. Con mau trừ diệt con yêu tinh này, trừ hại cho dân. Ta sẽ giúp con khi cần thiết. Tại sao mọi người lại dùng vỏ cây, lá cây đóng khố vậy? Thưa đức vua, đời sống chúng con cực khổ lắm, không có gì để ăn. Phải lên rừng đào củ mài để ăn, nuôi được vài con bò lấy sữa uống. Chúng con lấy cỏ xanh lót để ngủ. Kể từ hôm nay, ta sẽ dạy mọi người biết cách dệt vải làm quần áo để mặc, làm ruộng, trồng lúa nếp, chặt tre lấy ống thổi cơm, đốn gỗ làm nhà sàn để ở, phòng thú dữ. Chúng con cả
cảm ơn cha. Con yêu quái mục đích đâu rồi? Tại sao dám giết hại dân lành bá tánh? Ngươi mau ra đây cho ta. Ngươi quả là cây chiên đàn, quả hương thơm dụ dỗ dân làng đến cho ngươi giết hại, nhưng với ta thì không được đâu. Cỡ ngươi mà muốn tiêu diệt được ta sao? Ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại của ta. Không ngờ con yêu tinh này mạnh thật. Chặt đứt rễ thì nó lại mọc ra rễ khác. Ta không thể xem thường nó được. Con yêu tinh kia, xem đây. Ta không chịu thua nó được. Phải nghĩ cách thoát ra. Ta giỡn với người một chút thôi. Ta no rồi, giờ ta phải đi ngủ. Con yêu tinh đó ghê gớm vậy sao? Dân thưa phụ dương, chặt đứt thì nó lại mọc ra cây khác, mà còn nhiều hơn nữa. Con không biết làm sao để diệt tận gốc đây. Dù thế nào thì ta cũng phải tiêu diệt nó cho bằng được, kẻo chúng lại xuất hiện hại dân lành thì không thể được. Hôm qua con đấu với nó ở cánh rừng bên kia, thấy nó chạy sang cánh rừng này, nhưng sao vẫn không tìm thấy. Lạ thật. Này con yêu tinh chiên đàn, ngươi mau ra đây nghe ta hỏi tội. Ngươi giết hại dân lành là có tội với trời đất. Dám làm thì cũng phải dám hiên ngang ra gặp ta. Nếu trốn tránh thì đừng trách ta ra tay nhé. Ta đang ngủ, ai làm gì mà khối quá giận vậy? Ta đang lấy cây khô đem ra đốt hết đây. Cái gì? Hôm qua tên kia không làm gì được ta, hôm nay rủ thêm người bất tài nào nữa vậy? Nhưng ta trông thấy tên này có vẻ dũng mạnh hơn ngươi đó. Hỗn xược, ngươi trông thấy phụ dương ta mà không quỳ xuống thỉnh tội hả? Phụ dương? Ta là Lạc Long Quân, vua của dân tộc Bách Việt này. Có phải ngài là người Việt con cáo chính đuôi không? Chính ta. Nếu biết ta là ai thì ngươi mau mau ăn năn sám hối, làm việc gì đó giúp dân thì ta tha tội cho. Ngài ở dưới nước, ta ở trên đất, không xâm phạm gì nhau. Sao ngài có quyền truy đuổi ta chứ? Nếu ngươi không làm hại dân lành, để cho dân sống yên bình, thì ta không đụng chạm đến ngươi. Trái lại, ngươi nghịch thiên, giết hại con người, để dân ta kêu khóc oán than, thì ta phải truy cùng đuổi tận. Cạo chính đuôi tu luyện ngàn năm mà ngài cũng tiêu diệt được. Ta cũng ngán khi nghe nói đến tên ngài, nhưng ta cũng muốn biết xem ngài làm gì được ta. Cháy rừng bút, ta phải dùng cách khác. Mời ngài nước ta thêm nhiều sức lực. Ta thấy dùng lửa trị con yêu này, nó có vẻ sợ. Dùng nước thì xem như giúp nó hồi sinh, nhưng khổ là cháy rừng sẽ vô tình ảnh hưởng đến sinh linh cây cối, động vật trong rừng. Thật là khó nghĩ cho ta. À, hay là cha dụ nó ra khỏi rừng rồi đốt nó? Con yêu này nó tinh ranh lắm. Con nghĩ là ta dụ được nó sao? Nhất là nó đã bị cha đốt rồi. Ta nghĩ sau này nó không dạy gì mà tấn công trực diện với mình nữa đâu. Con cần phải đề phòng nó. Thôi thì ta thử một lần xem sao. Ngày mai cha phải dạy người dân trồng lúa, dệt vải. Con đi tìm nó, rồi giả vờ thua chạy ra bìa rừng. Nó có đuổi theo thì dùng lửa đốt. Còn nó đề phòng không chạy theo thì dùng kế nói khích. Miễn là nó ra khỏi rừng là được. Con nhớ phải cẩn thận. Con yêu tình xấu xí khô cằn kia đâu rồi? Ra đây ông Bảo. Hôm nay chỉ có mỗi mình ta mà nhà ngươi cũng nhát đến mức không dám ra đây gặp ta sao? Đúng là vừa xấu xí vừa hèn nhát. Mau ra đây nhận ta làm sư tổ đi. Ta niệm tình ngươi là khúc gỗ mà tha cho.
hay là nó đang ngủ? Hôm qua ta thấy cha hun khói thì nó mới thức dậy. Hay là ta cũng làm thử như vậy xem sao? Giờ ngươi muốn nói gì trước khi chết không? Đồ hèn nhát đánh lén sau lưng, ta khinh. Đừng nuốt ta, xin đừng nuốt ta. Ta hối hận rồi, hối hận rồi. Được rồi, nếu người hối hận thì ta lấy khúc cây này làm thành cái rìu cho hoàng tử Hùng Quốc làm binh khí. Ngươi theo hoàng tử diệt trừ yêu quái để chuộc tội được không? Được, được, ta sẽ theo hoàng tử để lập công chuộc tội. Để tránh hậu quả cho dân lành về sau, ta buộc phải đốt đống củi khô này. Ngài làm sao cho máu con xà tinh này dính vào lưỡi rìu? Tôi sẽ trở thành thần vật có linh khí thì mới diệt được nó. Ngài chiến đại, liệu ta có thể tin được ngươi không? Ngài tin tôi đi, tôi đã hối hận rồi mà. Hãy để tôi cứu hoàng tử và diệt trừ yêu quái để chuộc tội. Thưa ngài, ngài đâm vào phía sau đuôi của con rắn, nó sẽ đau và thả lỏng hoàng tử ra. Cùng lúc đó, Đế Lai là vua dân tộc Bách Việt phương Bắc, nhận được tin cấp báo thủ lĩnh dân du mục Mông Cổ là Hiên Viên kéo quân sang xâm lấn. Tâu bệ hạ, Hiên Viên sai phó tướng vượt sông Hoàng Hà đang rầm rộ kéo quân sang đây, hừng hực khí thế, xin bệ hạ định liệu. Hai người có ý kiến gì không? Nói ta nghe. Dân du mục Mông Cổ nhiều năm qua gặp thiên tai hạn hán, họ di dân khắp nơi tìm đất sống. Có đội quân kỵ và bộ hùng mạnh chuyên đi xâm chiếm đất đai của nơi khác. Họ đã xâm lược thành công và tạo ra nhiều nước mới. Thần e là chúng ta không chống cự nổi. Tâu bệ hạ, nước chúng ta bao năm nay sống trong thanh bình, người dân lấy nông nghiệp làm chính, nên không chế tạo vũ khí, thiếu kinh nghiệm, lại không có tướng tài, nếu đánh thì ắt thua. Lạc Long Quân là vua phương Nam, lại là con rể của ta. Thôi thì ta sang đó cầu viện, có thể là cái sách an toàn nhất. Bệ hạ nói rất đúng. Tình hình hiện giờ rất là nguy cấp, ta cần nói chuyện với Lạc Long Quân. Con có cách nào giúp cha không? Có chuyện gì cần gấp? Sao con trông thấy Phụ Dương lo lắng quá vậy? Ngài ấy hiện giờ đi tuần thú vùng đất Phong Châu rồi, có lẽ sẽ về trong nay mai thôi. Cha từ phương xa đến, hay ở đây vài ngày vui chơi với con cháu có được không? Ồ, không vui chơi được đâu con. Bọn du mục Mông Cổ đem quân sang đánh nước Xích Thần của chúng ta, sắp có chiến tranh xảy ra với người dân nước ta rồi. Khổ thay, chúng ta tuyệt đối không để cảnh đó xảy ra. Cha an tâm, con sẽ gọi ngài ấy về ngay. Lạc Long Quân ơi, chàng mau về đây, mau về đây. Âu Cơ, nàng cần gì đến ta sao? Chào Phụ Dương, ngài có việc cần đến con rể phải không? Dân tộc Bách Việt phương Bắc của ta đang đối mặt với nguy cơ mất nước. Thủ lĩnh của dân du mục Mông Cổ muốn bành trướng đất đai để đánh tiếng ta. Ta mong con hãy cùng ta chống lại chúng. Quân Mông Cổ đã xuất quân rồi sao? Hiên Viên đã cho quân vượt sông Hoàng Hà rồi. Thế trận rất cấp bách. Nếu phía ta thua thì họ sẽ tràn về phương Nam, e là cả dân tộc Bách Việt cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hỡi người dân, nghe tôi nói đây. Giặc Mông Cổ muốn xâm chiếm đất đai, họ đang tiến đánh nước láng giềng, rồi cũng sẽ lấn xuống phía nam nước chúng ta. Nay ta họp dân quân 100 bộ tộc chung sức chặn đánh quân xâm lược. Ở
mọi người dân, nghe tao nói đây. Chúng ta mau quay về với phụ dương thôi. Người dân nghe lời hiệu triệu của đức vua Lạc Long Quân, thế là họ bỏ cày cuốc mà mang theo khí giới lên đường. Ta và ngài chia thành hai cánh quân tả và hữu đón hiên viên tại đây, ngài nghĩ thế nào? Ta áp sát bên cánh hữu, còn ngài bên cánh tả. Khi quân Mông Cổ tràn xuống thì hai bên cánh của chúng ta siết chặt họ vào chính giữa. Tâu bệ hạ, ba vị tướng tài của hiên viên chỉ huy trận đánh này là Thường Thiên, Phong Hậu và Lực Mục, ai cũng có tài phép biến hóa rất tài giỏi, xin hai vị vương chớ khinh địch. Hùng Quốc và các con sang cánh hữu dưới sự chỉ huy của ngoại tổ giúp người đánh thắng trận này nhé. Chỉ cần một mình ta bên cánh tả là đủ rồi. Vậy là chỉ còn một mình Lạc Long Quân bên cánh tả. Ngay lúc đó, Phong Hậu, một trong ba tướng chỉ huy của Mông Cổ, đã đến trực tiếp đối đầu Lạc Long Quân. Hỡi thần mưa, thần gió, thần sấm sét, hãy nổi cơn thịnh nộ lên, nổi lên đi. Phong Hậu, ngươi làm mưa làm gió để qua mặt được ta sao? Thần nào cai quản mưa gió ra đây gặp ta? Chào thái tử, ngài sai bảo gì thôi? Tại sao lại nghịch thiên tạo thời tiết bất thường như vậy? Ngươi ở đâu thì về đó cho ta. Đuổi theo, giết tận gốc bọn chúng. Mọi người tiến lên, không để bọn chúng thoát. Hùng Quốc, dừng lại. Không thể giết hại sinh linh bá tánh. Họ thua như thế cũng đủ biết sợ dân tộc ta rồi. Chúng ta mau thu quân để không tổn hại đến mọi người. Hai người nói là Lạc Long Quân tài phép hơn người hả? Các con của ông ta cũng như vậy hay sao? Thưa hoàng đế, các hoàng tử cũng mạnh mẽ không kém, nhất là hoàng tử Hùng Quốc, một người đấu với trăm người của ta. Ta sẽ đích thân chinh phạt. Ta không tin hiên viên thần kiếm này có thể thua được. Ta sẽ bất ngờ tấn công đội quân của Đế Lai trước. Mấy lúc gần đây thiếp trông thấy ngài ưu tư buồn bã, ngài hãy cho thiếp biết có được không? Ta và nàng tuy sống với nhau chưa lâu, nhưng nghĩa tình đến sông cạn đá mòn cũng không thay đổi. Bản thân ta vốn là giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa xung khắc, nên khó mà sống với nhau suốt đời được. Nay vì đại nghiệp và vì sự mưu sinh của trăm con, ta sẽ đưa 50 con xuống vùng đồng bằng ven biển, nàng cùng 50 con ở lại trên núi này, chia nhau ra mà cai quản các phương. Hễ có việc gì cần đến thì báo cho nhau để mà tương trợ. Thiếp xin tuân theo lời căn dặn của ngài. Vậy là 50 người con đã theo Lạc Long Quân xuống biển lập nghiệp, còn 50 người con còn lại theo Âu Cơ lên miền núi để tạo dựng cuộc sống. Thưa đức vua, người hãy lánh đi thật nhanh, hiên viên đã kéo quân vào đến cổng thành rồi. Sao hắn lại biết ta ở đây? Mau đi cấp báo cho Sùng Lãm và con gái ta được biết. Chắc là hắn đã cho người điều tra. Người mau rút lui để an toàn cho tính mạng. Ngươi cai trị lãnh thổ của ngươi, ta cai trị lãnh thổ của ta. Hà cớ gì ngươi muốn xâm phạm, để cho dân chúng phải khổ sở vì chiến tranh? Ta, thủ lĩnh dân tộc Bắc Miêu, quyết không để ngươi chiếm đoạt dù chỉ là một tấc đất. Nếu ngươi nói chiến tranh làm cho dân chúng khổ sở thì đầu hàng ta sẽ được sống, còn ngược lại sẽ chết. Thank you.
Bệ hạ, ngài thấy trong người thế nào rồi? Thưa bệ hạ, tình hình này rất nguy cấp. Hiên viên sẽ phá vỡ kinh thành của ta trong nay mai thôi. Thần sẽ quả tốc đi phương Nam xin quân cứu viện của Lạc Long quân. Bệ hạ thấy thế nào? Ngươi nên đi báo tin cho Lạc Long quân biết, đề phòng quân Hiên viên tràn xuống phương Nam. Ngươi lãnh đạo dân rời bỏ nơi đây. Đi đâu thì đi. Cho tôi gặp vua Lạc Long Quân và hoàng hậu Âu Cơ. Hai ta chính là hai trong 100 hoàng tử của đất nước này. Có việc gì mau nói rõ hai ta biết. Vậy là tôi đã đến đúng nơi rồi. Việc này là rất cần kiếp. Ngoại tổ của hoàng tử đã quy tiên rồi. Phương Nam lắm anh tài. Vua Lạc Long Quân tài giỏi như vậy, con của ngài ấy cũng không kém. Ta không ngờ gặp lại phụ dương lần đó lại là lần cuối. Thôi thì phàm đã là con người thì không tránh khỏi số mệnh. Hiện giờ vua Lạc Long Quân đang ở Thủy Phủ, ta sẽ gọi ngài ấy và 50 người con trở về. Lạc Long Quân chàng ơi, hãy cùng các con mau quay về, có việc cần tương trợ. Âu Cơ, nàng có việc gì cần đến ta sao? Vị võ quan của phụ dương thiếp đến đây báo tin quân Hiên viên tấn công Xích Thần, cha thiếp tử trận rồi. E rằng Hiên viên sẽ tấn công đến nước chúng ta, ngài mau kiếp nghĩ cách đối phó. Hiên viên tấn công phương Bắc, họ đang lập doanh trại ở Ba Thục. Ta cùng các con lên đường chiến đấu giữ nước. Tuân lệnh phụ vương. Lạc Long quân, hãy chịu thua đi, giao nạp bách kiện cho ta. Ta sẽ để cho ngươi và các con của ngươi được bình yên. Ta dùng tay Hiên viên kiếm mà không địch nổi Lạc Long quân, lại ở đây kéo dài, e rằng quân của ta không hợp thổ nhưỡng. Chỉ bằng việc bớt các con mong ta thì mới mong thắng nổi. Ông quốc nhân thần, Lạc Long quân bị thương nhưng bệnh ngày càng nặng hơn. Bà Âu Cơ vô cùng lo lắng. Các hoàng tử ngày đêm túc trực bên vua cha. Thần Long Nữ xuất hiện. Sùng Lãm, mau tỉnh dậy. Mau tỉnh dậy đi con. Số trời đã định, không ai dám cãi. Nay dương thọ của con đã hết, mau theo ta về Thủy Phủ. Con xin nghe theo lời mẫu hậu dạy. Nàng hãy đưa con trai trưởng Hùng Quốc lên làm vua, đóng đô ở Phong Châu. Nơi đó đất lành, quanh năm mưa thuận gió hòa, sẽ an cư lạc nghiệp. Các con hãy hòa thuận giúp đỡ nhau dựng nước và giữ nước. Ta đi đây. Âu Cơ nghe theo sự sắp đặt của chồng là Lạc Long Quân. Bà đưa con trai trưởng tên Hùng Quốc lên nối ngôi tại kinh đô Phong Châu. Ta là Hùng Dương thứ nhất, Quý là Hùng Quốc, họ là Hồng Bàng, quốc hiệu là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu. Ta chia nước ra 15 bộ, dưới sự cai trị của các lạc hầu, lạc tướng. Kể từ đó, người dân Văn Lang được sinh sống yên bình dưới sự cai trị của các vua Hùng.
lên. Xuống. Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Hãy thả họ ra. Nếu vậy, họ phải làm đúng như lời đã hứa với con 3 năm trước. Đầu đuôi câu chuyện ra sao? Hãy kể ta nghe. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Khoai, lại ra tao biểu. Dạ, thưa ông gọi con. Mày xay lúa xong chưa? Dạ, con xay hết lúa trong kho rồi. Gánh nước chưa? Dạ thưa ông, con gánh nước đầy 5 cái chum rồi ạ. Vậy mau vào rừng đốn củi đi, không đầy xe thì không được ăn cơm nghe. Úp la khoai 12 chong chong, đưa bần áo trắng, đưa bần áo đen, đưa sách lồng đèn, đưa cầm ông thục, chạy vô chạy ra. Mày có sao không? Thôi thôi, thì ra là mày diễn. Mày chưa chết, sao mày ở trong rừng một mình? Sao mày lại đi một mình trong rừng? Mày không có cha mẹ giống tao à? Vậy thì mày về ở với tao cho vui. Ủa, mày đem con chó ở đâu về sủa anh nổi vậy Khoai? Dạ, con nhặt được nó trong rừng, xin bà cho con nuôi nó ạ. Mày chưa lo nổi thân mà đòi nuôi nó. Nhà này có dư cơm đâu. Dạ, nó sẽ ăn phần của con, không tốn thêm cơm đâu ạ. Hè, tự mày nói nha. Tao mà thấy mày lấy cơm nhà tao cho nó đó, tao trừ tiền công ráng chịu à. Dạ, con đội ơn ông bà. Mà con sắp hết hạn làm cho ông bà rồi. Ông bà nhớ tính tiền công cho con nha. Tao biết rồi. Trời, bà làm tôi đau tim mà chết quá. Ông lo tính tiền công mà trả cho thằng Khoai, nó nhắc tôi hoài à. Tiền công của nó là 5 thỏi vàng. Hả? Đến tận 5 thỏi vàng. Nó làm cho nhà mình bao nhiêu năm, mình đã trả đồng nào đâu. Ê, trời đất ơi, thằng đó nó khù khờ như củ khoai. Giờ mình phải nghĩ cách để không mất 5 thỏi vàng này. Ông có biết thằng Khoai nó thích gì không? Mình tìm cách dụ nó ở lại nhà mình làm không công. Vậy bà lo mà nghĩ cách đi. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Tên 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 tên. Đây là nhà của tao với mày. Có nhà thì cũng phải có tên. Đặt mày tên là đó. Vì mày là con chó màu đen. Thôi khuya rồi, ngủ thôi, sáng mai còn làm gì. Anh Khoai, nghỉ tay uống nước đi. Cảm ơn cô Út. Trời nắng quá, anh mau vào nghỉ, chiều mát rồi làm tiếp. Tôi làm cho xong, chiều còn gánh nước nữa.
Anh Khoai giỏi quá, cha mẹ tôi khen anh dữ lắm đó. Nãy giờ nó cũng phụ giúp tôi nhiều lắm đó cô Út. Bé xíu mà giỏi ghê á. Nó tên gì vậy anh Khoai? Nó tên đó. Tên ngộ quá à. Nó là con chó, đen như con ó, nên tôi đặt nó là đó. Con Út, mau về nấu cơm, đang áo. Cảm ơn mày nha đó. Hôm nay trời nắng quá, tao phải tranh thủ cuốc cho xong thửa ruộng này. Mày đi đâu đó đó? Rắn, rắn sợ quá. Ai cứu tôi với? Cảm ơn anh, đó đã cứu tôi. Trời nắng, cô Út ra đồng làm chi? Tôi mang cơm ra cho anh. Cảm ơn cô Út. Cô Út thật tốt bụng. Mày cũng có phần nữa ngang đó. Sao bà mới đi đã về rồi? Tôi thấy con Út với thằng Khoai ngoài ruộng á. Thì tôi biểu con Út đem cơm ra cho thằng Khoai. Nè, từ nay á, ông không được để con Út đem cơm cho thằng Khoai nữa. Con gái tôi á, không thể gả cho cái thứ ở nợ với thằng Khoai. Được, tôi đã có cách để cho thằng Khoai làm việc cho nhà mình mà không phải mất vàng rồi. Hả? Cách gì? Khoai, lại đây. Dạ. Con gánh nước vất vả quá à. Uống ly trà cho mát đi con. Nè, có gì mà ngại, người nhà với nhau mà. Dạ, con cảm ơn ông bà. Thấy con vất vả mà bà thương quá à. Dạ, con hậu đậu, ông bà tha lỗi cho con. Ôi trời, bà mới nói có một câu mà đã xúc động vậy rồi hả? Nè, ông hỏi thiệt, con có muốn làm con rể nhà của ông bà không? Nhà ông bà không cần môn đăng hộ đối, chỉ cần có con rể siêng năng, chăm chỉ như con mà thôi. Có đúng là ông bà muốn gả cô Út cho con không ạ? Nhưng mà ông xem tuổi hai đứa thì 3 năm nữa mới cưới được. Con có chờ đến ngày đó được không? Dạ, 3 năm có là gì đâu, con chờ được. Vậy thì con ở lại làm cho ông bà 3 năm nữa. Tiền công coi như là tiền sính lễ. Con ráng làm đi, nhà ông bà có mỗi cô Út à. Gia sản này để lại cho 2 đứa thôi mà. Dạ, con đội ơn ông bà, con làm việc tiếp đây. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. Cây cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đây ai mà quản công.
bao giờ cây lúa còn bông thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Nhanh lên Trâu ơi, trời sắp tối rồi đó. Cách này của mình hiệu quả thiệt. Tôi đã cho đám đầy tớ nghỉ hết rồi. Mọi việc trong nhà cứ để cho nó làm hết. Cái thằng khù khờ nghèo như nó mà dám mơ con gái nhà ta hả? Con gái mình canh vàng lá ngọc, thằng khoai đụng đến cổng tóc còn không được mà. Sao nó dám đụng vào tóc của con Út? Ông ra nói linh tinh á. Nó nghĩ làm bây giờ. Để tụi nó con Út á tránh xa thằng Khoai một chút, rồi sau 3 năm á mình kiếm cớ đuổi nó đi. Anh Khoai ơi! Anh Khoai! Tôi đây, Cút bà. Tôi thấy anh chưa ăn cơm nên đem cơm đến đây cho anh ăn. Tôi hầm nóng rồi đó. Anh ăn đi cho nóng. Tôi có chừa cho anh một cái đùi gà. Anh ăn đi. Cô lấy đùi gà cho tôi ăn. Ông bà biết được la chết. Đây là phần của tôi. Tôi nhường cho anh đó. Vậy cô ăn cái gì? Không được đâu. Anh ăn đi. Ăn mới có sức để làm việc. Đùi này nhiều mỡ lắm. Tôi ăn hết sẽ mập. Tôi là ít vận động hơn anh. Sao cô Út tốt với tôi quá vậy? Sau này cô cứ ăn đi, đừng chừa thức ăn của cô cho tôi nữa. À, cô Út biết tôi thích ăn cái gì nhất không? Anh Khoai thích ăn gì nè? Tôi tên Khoai, nên chỉ thích ăn khoai thôi. Anh Khoai cũng hề hước quá ha. Anh làm việc ở nhà tôi lâu như vậy, chẳng phải là vì tôi sao? Cũng may nhờ ông bà thương, thách cưới 3 năm. Chứ 10 năm chắc tôi cũng ráng. Cô Út có chê tôi nghèo không? Tôi thương người thật thà, tốt bụng. Ý. Chào cô Út. Anh là ai? Sao lại chặn đường tôi? Tôi tên là Sinh, con trai lớn của quan huyện. Cô phải chào hỏi tôi cho đàng hoàng đó nghe. Cha anh là quan huyện, chứ anh có phải là quan huyện đâu mà bắt tôi chào hỏi. Cô đừng ý mình xinh đẹp nhất cái làng này mà lên mặt với tôi nghe. Cô đừng có kiêu căng. Cô chê ta thì lấy được ai hơn ta? Nói ta nghe coi. Anh thả ra để tôi đi. Trông cô như vậy thật xinh đẹp dịu dàng. Không cần cậu khen. Ôi, một tiếng cậu của cô Út mới ngọt ngào làm sao. Con gái của ông đây mà, càng lớn sao càng xinh đẹp, duyên dáng. Mình phải về xin cha hỏi cưới cho mình mới được. Trời ơi, ông nghĩ ra cách gì chưa? Thôi thì kiếm mối gả đại con Út đi cho rồi. Gả đại là gả thế nào? Con gái tôi á là phải gả cho con trai quan lớn mới xứng. Có phải ông bà đang nhắc tới ta không? Cậu Sinh, con trai quan huyện. Đúng là ta đây. Cô Út nhà ông bà có nhà không vậy? Cậu Sinh tìm con gái tôi có chuyện gì? Ta muốn hỏi cưới cô Út nhà ông bà đó. Hả? Chuyện đại sự, cha mẹ cậu phải qua thưa chuyện với nhà tôi chứ. Cha ta bận trăm công ngàn việc, ta cứ tự mình đến dạm hỏi trước có làm sao đâu. Ta muốn lấy ai, cha mẹ ta không có phản đối đâu à ngang.
Dạ, đội ơn cậu đã nhìn trúng con gái tôi. Cậu cứ về thưa với quan lớn, chọn ngày lành tháng tốt. Dạ, nhà tôi xin nghe à. Ông bà biết vậy là tốt. Ta về à. Trời ơi, nhà mình sắp giàu to rồi. Nhưng còn lời hứa với thằng Khoai thì sao? Tôi đã có cách khiến cho thằng Khoai phải từ bỏ việc cưới con Út rồi. Chào cô Út. Trời nắng mà cô Út đi chi cho nắng. Vô chơi đá giá với tôi cho vui. Tôi không rảnh. Cậu làm ơn tránh đường cho tôi qua. Trời ơi, đá giá vui lắm cô Út ơi. Qua đây. Có ai không? Cô Út ơi với. Nè, trời ơi. Ngoài này đồng vắng, không có ai đâu cũng kêu chi giống mệt. Buông tôi ra. Đâu. Thằng nào to gan vậy? Là tôi đây. Cậu không được phép ức hiếp cô Út. Cô ấy sẽ là vợ của tao. Vợ chồng của ông đã hứa gả cho tao rồi mà. Nói vậy, tôi sẽ không bao giờ làm vợ cậu. Cậu đi đi. Cậu nghe chưa? Mau đi đi. Vậy tụi bay đâu? Mau nhào vô đó thằng này cho tao. Cậu mày biết nha, 3-1 không chột cũng què. Quýnh nó. Đó, mày bảo vệ cô Út. Cho mày một cơ hội. Mau quỳ xuống xin lỗi cậu. Cậu bỏ qua cho. Tụi bay đừng nghĩ đâu bắt nạt cậu nha. Cậu sẽ định không bỏ qua cho đâu. Cậu về cậu bóp nha. Để cô mày cỏ đất này được nữa không. Anh Khoai ơi, tôi vào được không? Chào cô Út. Tối rồi cô Út còn tìm tôi làm gì? Sáng làm vất vả. Tối anh Khoai nghỉ ngơi, đừng có làm việc nữa. Tôi sắp xong rồi. Hôm nay đó bảo vệ cô, cô thưởng cho đó nè. Tôi đem thuốc đến cho anh. Anh bị đánh còn đau không? Hôm nay may mà có anh. Nếu không... Sau này cô Út đừng đưa cơm ra đồng cho tôi nữa. Mất công lại bị trêu ghẹo. Tôi sẽ dậy sớm hơn, tự mang cơm theo từ sáng. Anh giận tôi hả? Chuyện cậu sinh, nói cha mẹ tôi hứa gả cho cậu ấy. Tôi không tin cậu ấy. Tôi tin ông bà đã hứa gả cô Út cho tôi. Cũng sắp hết 3 năm làm công rồi. Hay để tôi xin phép ông bà cho tôi được cưới cô Út về làm vợ. Khoai ơi, vô ông biểu. Dạ, ông bà cho gọi con. Ông trời ơi, sao ông ác quá vậy? Khoai ơi là Khoai, Út ơi là Út, sao mà khổ quá vậy nè? Dạ bẩm ông có khổ tâm chi, xin hãy kể cho con nghe. Ông bà mới đi xem thầy để định ngày cưới cho hai đứa, nhưng mà... con Út lành ít dữ nhiều. Sao lại lành ít dữ nhiều ạ? Thầy bói nói con Út vắng số, không làm vợ con được lâu dài con ơi. Không có cách nào giúp cô Út hả ông bà? Có
thầy bối có nói một cách. Thầy nói là trong lễ cưới phải có một cây tre trăm đốt dựng giữa sân để cầu trăm năm hạnh phúc. Như vậy con út cũng sẽ sống lâu được trăm tuổi. Cây tre 100 đốt, nó có thật không? Nếu có thì con sẽ đi vào rừng tìm. Vậy con ráng tìm cho nhanh nha. Ngày giờ đẹp ông bà đã định rồi, lỡ ngày đẹp là phải dời lại 3 năm nữa đó. Dạ, sáng mai con sẽ vào rừng ngay. Mình nhất định phải tìm cho ra cây tre trăm đốt mới được. Cứu tôi với, cứu tôi với. Ông ơi, ông sao vậy? Ta đổi quá, đứng vào rừng đào của bạn, nhưng sức già không đi được xa, nên ta đành nằm đây. Con có cơm nắm đây, ông ăn đi. Vẫn còn đói lắm. Ông cầm lấy, rồi mau ra khỏi rừng sớm kẻo trời tối. Cậu cho ta hết, thì lấy gì mà cậu ăn? Ông đừng lo cho con, còn thanh niên trai tráng, nhìn một bữa có gì là khó đâu. Chàng trai trẻ, cậu thật là tốt bụng. Ông mau về kẻo trời tối, cháu phải vào rừng đấy à. Cậu vào rừng để làm gì? Cháu đi tìm cây tre trăm đốt để làm sính lễ cưới vợ. Cậu bị lừa rồi, trên đời này làm gì có cây tre trăm đốt chứ. Phú ông bảo có nên cháu mới đi tìm. Cháu nhất định sẽ tìm ra cây tre trăm đốt. Thôi cháu đi đây ạ. Tre ở đây cao, chắc sẽ tìm được cây tre trăm đốt thôi. Ba mươi hai, 33, không đủ, xem ra phải tìm bụi tre nào cao hơn nữa. Xin lỗi nha, vì tao chặt tre mà gia đình mày mất tổ, giờ tao không chặt nữa. Phải đếm trước, cây nào đủ 100 đốt mới chặt. 36, 37, vẫn không đủ. Đếm mãi mà vẫn chưa có cây nào quá 40 đốt. Chắc mày cũng đói rồi đúng không? Ở đây chẳng có gì để ăn hết. Đâu cần đi tìm thức ăn nữa, nướng con chim này cũng được lót dạ đỡ đói. Ơ, ông lão, sao ông còn ở đây? Ta ăn hết cơm rồi vẫn thấy đói, nên lại vào đây tìm thức ăn. Nếu ông còn đói, để cháu đi tìm trái rừng cho ông ăn. Chim mẹ đang ấp trứng, tại cháu đốn cây tre mà gia đình chim mất tổ, chúng ta không thể giết chết chim mẹ được. May quá, trứng chim không bị bể, chim mẹ cũng không bị thương. Xin lỗi chim nha, ta sẽ gắn lại tổ cho mày. Cảm ơn chim nhiều lắm. Ông ơi, ông đói thì ăn thêm mận đi ạ. Trời sắp tối rồi, cháu mau về đi. Ở đây không có cây tre nào trăm đốt đâu. Cháu đã hứa sẽ hỏi cưới cô Út, cháu nhất định phải tìm được cây tre trăm đốt. Vì sao con khóc? Bụt ơi, con tìm cây tre trăm đốt để cứu người con thương, nhưng mà tìm mãi không có. Nếu con không mang được cây tre trăm đốt về thì cô ấy sẽ lấy người khác. Con là một chàng trai tốt bụng, ta sẽ giúp con. Hãy chặt 100 đốt tre lại đây. Bây giờ con hãy nói 2 lần khắc nhập đi. Khắc nhập, khắc nhập. Hãy
Con đội ơn ông, con đội ơn ông. Con mau về đi, kẻo trời tối. Cây tre trăm đốt này dài quá, làm sao con vác ra khỏi rừng đây ông Bụt ơi? Bây giờ con thử nói đủ 3 lần, khắc xuất đi. Chúc con luôn gặp điều tốt lành. Khắc xuất, khắc xuất, khắc xuất. Con cảm ơn ông Bụt ạ. À, ông lão, thì ra ông chính là Bụt. Con là một chàng trai thật thà, nhưng con cũng phải dũng cảm để đối phó với những kẻ tham lam xấu xa. Dạ, con cảm ơn Bụt, con cảm ơn ông. Thôi, con mau về nhà đi, kẻo không kịp. Mày cố lên nha, sắp đến nhà rồi. Chúng ta phải về nhà trước khi trời sáng mới kịp. Ai vậy? Anh Quại, là tôi đây. Cô Út, sao cô Út lại ngồi khóc ở đây? Cha mẹ định gả tôi cho cậu Sinh, tôi buồn quá nên bỏ trốn, chẳng biết đi đâu nên ở đây chờ anh. Ông bà chủ đã hứa gả cô Út cho tôi rồi mà, sao còn hứa gả cô cho cậu Sinh? Anh về rồi, chúng ta mau đi trốn đi, kẻo cha mẹ tôi cho người bắt. Cô Út đừng lo, tôi đã tìm được cây tre trăm đốt rồi, cha mẹ cô sẽ phải thực hiện lời hứa thôi. Anh Hoài khờ khạo lắm, ba mẹ tôi chỉ muốn lừa anh thôi. Chuyện cây tre trăm đốt cũng vậy, vì trên đời này làm gì có cây tre trăm đốt. Tôi đã có cách, cô Út yên tâm. Vàng ơi là vàng, vàng trả vào túi ông. Ông hứa, ông gửi chứ ông không ăn. Gả con Út cho cậu Sinh đố có sai. Con vàng có bạc của mình gả cho thằng Khoai nghèo khổ, có mà ngày nào cũng khoái ăn sang, sáng ăn khoai thôi. Chết rồi ông ơi, chết đến nơi rồi. Bậy bạ, ngày cưới của con gái mình sao bà nói gỡ? Trời đất ơi, con Út nó mất tiêu rồi. Trời ơi, đàn trai sắp đến rồi mà không có con Út thì làm sao mà rước dâu? Ông mau cho người đi tìm con Út về đây ngay, không á là ôm đồn với quan huyện á. Dạ, chúng con chào quan huyện. Dạ, chào anh Xui. Nhanh đưa cô dâu ra để chúng ta đón về kịp giờ đẹp. Mau đưa giờ đẹp của ta ra đây, nhanh lên. Dạ, con gái tôi nó không có ở nhà. Ở đây làm gì có vợ cậu mà đòi cưới? Mày giấu cô Út ở đâu rồi? Mau đưa ra đây. Hôm ở ngoài đồng mày hỗn hào với tao còn chưa xử tội mày đó. Cha, cái thằng Khoai nè, rồi cướp vợ của con á, cha bỏ tù nó cho con đi. Cái thằng đổ móc và đầu tóc son á, ai cả gan đòi cướp cô dâu trước ngày cưới? Vợ chồng phú hộ, chuyện là thế nào? Bẩm quan, không phải vậy. Phú ông hứa gả cô Út cho con, nhưng nay lại không giữ lời, tham giàu sang tiếp tục hứa gả cô Út cho cậu Sinh. Cô Út biết sự tình nên mới bỏ trốn, con không cướp dâu. Có chuyện như vậy sao? Dạ,
xin khoan đừng nghe lời nó. Khoan, mày nói mang cây tre trăm đốt về làm sính lễ cưới cô dâu, vậy cây tre trăm đốt đâu hả? Cứu con! Dạ mong ngoan thứ tội vì chúng con tham. Bẩm quan, chuyện là như vậy đó ạ. Ta hiểu đầu đuôi câu chuyện rồi. Khoai, mau giải cây tre trăm đốt để con ta được trở thành người. Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Nhanh đi Khoai, mau chặn con chó đó lại. Đó, không được ổn, đó là cậu sinh. Út ơi, mau về đây cứu cha mẹ Út ơi. Anh Khoai, hãy tìm cách cứu cha mẹ em đi. Muốn tôi thả cũng được, ông bà hãy giữ đúng lời hứa, gả cô Út cho tôi. Chúng tôi sẽ giữ đúng lời hứa. Ta đã nói như vậy rồi, chẳng lẽ cậu Khoai không tin ta sao? Nhờ quan huyện viết giấy cam đoan ạ. Vì tôi đã bị lừa nhiều lần rồi, giờ tôi muốn mọi việc được chắc chắn. Còn với cái đòi cưới vợ, cha cũng chiều con. Không ngờ con lại làm cha khó xử như vậy đây. Sao lại đi cướp vợ người khác? Đây, tôi đã viết giấy cam đoan. Mọi người cũng đã biết lỗi rồi. Cậu Khoai cũng nên tha cho họ đi. Ta sẽ làm chủ, không ai dám dối gạt cậu nữa đâu. Vâng, thưa quan huyện. Khắc xuất, khắc xuất, khắc xuất. Thoát rồi, thoát rồi. Từ nay con không dám ăn nói bậy bạ nữa đâu. Mong cha tha thứ. Con biết lỗi rồi thì từ nay sống cho tử tế. Việc gì cũng phải dựa trên đồng thuận. Cô Út đây không thích con, sao con có thể ép? Sính lễ này ta tặng lại cho cậu Khoai làm quà cưới. Chúc cậu Khoai và cô Út trăm năm hạnh phúc. Con cảm ơn quan huyện. Con cảm ơn quan huyện. Cô Út có bằng lòng làm vợ tôi không? Em bằng lòng. Cảm ơn Bụt đã giúp đỡ con.